Chương 1. Cẩu huyết xuyên Việt. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Đường Tỉnh chậm rãi được mở mắt ra, vừa muốn đứng dậy, nhìn thấy xung quanh đều là cổ kính hoa lê một gia cụ. Đây là đâu nhi? Nàng nhớ chính mình đang diễn luyện tràng phá phức tạp hỗn hợp bom, thế nhưng này cũng không phải diễn luyện tràng, nàng kia hiện tại ở đâu, chẳng lẽ mình phá đạn thất bại, bây giờ là ở Diêm Vương Điện sao? Vương Phi, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn ta đâu, còn chưa có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, liền có một thân ảnh nhào tới trên người nàng, khóc sức mướt được lải nhải, Đường Tỉnh phiền muộn được nàng, xin hỏi ngươi là vị nào? Tiểu thư không biết ta. Ta là Xuân Ngọc a. Xuân Ngọc. Đường Tỉnh ở trong đầu đem mình người quen biết tên qua một lần, xác định chính mình thực sự không biết một người tên là Xuân Ngọc nhân, lại tế tế được quan sát nàng, tròn tròn khuôn mặt, bình thường ngũ quan, trên mũi còn có mấy viên tàn nhang. Mấu chốt nhất chính là nàng cư nhiên sơ cổ đại búi tóc, còn mặc một thân cổ trang. Chẳng lẽ năm nay lưu hành cổ trang sao, thế nào chính mình cũng không biết, thực sự là ở núi sâu rừng già Lý Ngốc Lâu, cản không nổi lưu hành tình thế. Vương Phi. Xuân Ngọc cẩn thận từng ly từng tí gọi nàng. Ngươi kêu ta cái gì, Vương Phi? Đường Tỉnh kinh ngạc. Đúng vậy. Xuân Ngọc lanh lợi gật đầu, từ lúc Vương Phi gả nhập Vương Phủ nàng liền đổi giọng, chẳng lẽ Vương Phi còn không có thói quen? Vương Phi là còn chưa có tỉnh ngủ sao? Có muốn hay không ngủ tiếp một chút? Xuân Ngọc nhìn thấy Vương Phi một hồi lắc đầu, một hồi xoắn xuýt biểu tình hỏi vội. Không cần, ngươi liền nói cho ta bây giờ là ở đâu a? Đường Tỉnh nghĩ ít nhất phải trước hiểu rõ mình ở chỗ nào lại làm tính toán đi. Nơi này là Vương Phủ a, Vương Phi chẳng lẽ đã quên sao, Vương Phủ? Đường Tỉnh càng xoắn xuýt, đúng vậy, Vương Phi còn chưa có thói quen a, ngài đã quên, ngài ngày hôm trước vừa mới cùng Ngũ Vương gia thành thân a. Xuân Ngọc lo lắng nói. Nhìn đầy phòng cổ kính gia cụ, nhìn lại này tự xưng Xuân Ngọc tiểu nha đầu, dựa vào nàng làm bộ đội đặc chủng trực giác, nàng rốt cuộc nhận thức đến một hiện thực. Nàng xuyên Việt, mặc dù nàng không muốn thừa nhận. Vẫn cho là chỉ có xuất hiện ở trong tiểu thuyết tình tiết, cư nhiên cẩu huyết xuất hiện ở trên người mình. Ta nhớ ra rồi. Đường Tỉnh gật đầu che lại nội tâm hoang mang. Ở minh bạch sự thật này sau này, nàng lập tức lệnh chính mình tỉnh táo lại, minh bạch hiện tại việc cấp bách là không thể nhượng cái tiểu nha đầu này biết mình cũng không phải là một cái thân thể chủ nhân, còn muốn theo nàng chỗ đó thu được nàng ở đây sinh tồn sở muốn tin tức. Vậy bây giờ là cái nào triều đại a? Ta vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc có chút loạn. Nói xong, Đường Tỉnh còn làm bộ xoa xoa huyệt thái dương. Trước hiểu rõ mình bây giờ ở đâu, chính mình đọc nhiều như vậy lịch sử, chung quy dùng tới một điểm đi. Bây giờ là Thiên Dục 23 năm a. Tiểu nha đầu kiêu ngạo nói. Thiên Dục 23 năm. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, xem ra là cái giá không vương triều. Đường Tỉnh nhíu mày, lịch sử tri thức không dùng được, chỉ có thể muốn dựa vào chính mình. Nghe nha đầu này khẩu khí, đây là một rất giàu có và đông đúc quốc gia. Vậy ta sao có thể gả cho Ngũ Vương gia đâu? Đường Tỉnh lại bất động thanh sắc được hỏi, đã không thể trực tiếp hỏi mình là ai, như vậy cũng chỉ có thể áp dụng quanh co chiến thuật, này ta cũng không rõ lắm, Vương Phi tâm tư kia là chúng ta này đó làm nô tỳ có thể đoán được đâu. Thế nhưng bắt đầu Vương Phi là thích thái tử, nô tỳ cũng không biết ngài vì sao cuối cùng gả cho Ngũ Vương gia. Thái tử? Tại sao lại nhấc lên một Ngũ Vương gia nàng cũng còn chưa có hiểu rõ đâu, lại tới một thái phí đầu óc. Đường Tỉnh ở trong lòng phát điên. Vậy ta vì sao lại nằm ở trên giường? Đại phu nói Vương Phi là trúng độc, tuy là độc dược mãn tính, nhưng tiểu thư nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng hù chết nô tỳ. Trúng độc. Đường Tỉnh gật đầu, cái tiểu nha đầu này cũng không tệ lắm, hỏi gì đáp nấy, rất làm cho nàng hài lòng, xem ra đối thân thể này chủ nhân rất để bụng. Tự hỏi đồng thời, lặng lẽ bắt tay đáp ở chính mình mạch đập thượng, cho mình khám. Làm truyền thống trung y thế gia người thừa kế, nàng nhân sinh tiền mười mấy năm đều là đang nghiên cứu truyền thống trung y trung vượt qua, chỉ là ở 08 năm Olympic thượng nhìn thấy nữ binh tư thế oai hùng hiên ngang thân ảnh, đột nhiên đối quân nhân sản sinh nồng hậu hứng thú, mới bất cố gia lý nhân phản đối ghi danh trường quân đội, sau đó lại quang vinh trở thành một danh nữ đặc chủng đội viên. Cho nên là chuyện gì xảy ra, nàng khoảng chừng có thể đoán được đến. Nàng nhíu nhíu mày, nha đầu kia nói không sai, đúng là bình thường độc dược mãn tính, thế nhưng đại lượng độc dược mãn tính cũng sẽ yếu nhân mệnh a. Chính mình phá đạn thất bại, lừng lẫy hy sinh, vừa vặn đụng tới thân thể bản tôn bị độc chết, âm sai dương thác, nàng đi tới nơi này, nói rõ nàng mệnh không nên tuyệt nha. Trải qua nửa ngày đàm luận, Đường Tỉnh đại thể cũng hiểu một ít, thân thể này chủ nhân gọi Lý Linh Lan, là phủ thừa tướng đích tiểu thư, từ nhỏ một vô tôn trưởng, lớn lên càng kiêu ngạo ngang ngược, không có việc xấu nào không làm. Nàng xuyên Việt chính là Thiên Dục Vương Triều, có thể nói là hiện tại giàu có nhất Vương Triều, xung quanh còn có một chút tiểu quốc gia, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có tiểu chiến tranh, nhưng vẫn là so sánh an ổn, nhất với Thiên Dục đích thực lực, bọn họ cũng không dám chân chính khởi xướng chiến tranh. Mà bây giờ, nàng đã gả cho Ngũ Vương gia Mộ Dung Thiên Thần, một cũng không được sủng ái ma ốm. Còn nàng vì sao gả cho này Vương gia, cái tiểu nha đầu này cũng không biết, chỉ có thể đằng sau này chính mình chậm rãi nghiên cứu. Chương 2. Cùng Mộ Dung Thiên Thần gặp lại. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Hiểu rõ chính mình tình cảnh, Đường Tỉnh liền an ủi mình, đã đến chi thì an chi đi. Trong lòng nàng yên lặng đối thân thể bản tôn nói: ngươi yên tâm, ta đã dùng thân thể của ngươi, liền sẽ thay ngươi sống xuất tinh màu, cũng coi như đối ngươi báo đáp. Ơ kìa, nô tỳ quan cố nói chuyện với Vương Phi, cũng còn không cùng Vương gia bẩm báo Vương Phi đã tỉnh. Vương gia cũng rất lo lắng đâu. Xuân Ngọc sốt ruột đứng dậy bận muốn đi ra ngoài. Vương gia rất quan tâm ta sao? Trước đây Vương gia cùng Vương Phi hai người đô nhìn không thuận mắt, thế nhưng từ Vương Phi gả cho Vương gia sau này, Vương gia đối Vương Phi rất tốt đâu. Xuân Ngọc vui mừng nói, nhìn cái tiểu nha đầu này ông cụ non bộ dáng, Đường Tỉnh giác rất khá cười, được rồi, vậy ngươi vội vàng đi cùng Vương gia nói đi. Vừa lúc nàng cũng muốn gặp thấy nàng hiện tại phu quân. Không cần, bản Vương đã biết. Nói xong, liền nhìn thấy một thân ảnh nhàn hạ đi tới, Đường Tỉnh nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu lên quan sát người tới, ngũ quan như đao khắc bàn lập thể, mặc một thân hắc gấm áo dài, bên hông bó xanh nhạt sắc đai ngọc, chỉnh tề tóc buộc ở màu đen ngọc quan trung, toàn thân tản ra sơ lạnh khí tức. Đường Tỉnh không khỏi nhìn ngây người, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, kiên nghị ngũ quan thích hợp tỷ lệ, nhiều một phân thì nhiều, thiếu một phân thì thiếu, thế nhưng so với trong tivi minh tinh đô đẹp trai. Tiếc nuối duy nhất là, sắc mặt của hắn bạch dọa người, vừa nhìn chính là ma ốm. Vương Phi cuối cùng cũng đã tỉnh lại, bản Vương thế nhưng rất lo lắng. Lo lắng. Đường Tỉnh viết biểu môi, miệng thượng là rất lo lắng, nàng cũng không có xem nhẹ trong mắt của hắn cười chế nhạo cùng chán ghét. Xem ra Xuân Ngọc nói rất đúng, này Vương gia thực sự là không thích này Lý Linh Lan, vậy tại sao muốn lấy nàng đâu? Trong lòng hiếu kỳ, Đường Tỉnh trên mặt vẫn là nhàn nhạt, ta đã tỉnh, Vương gia có thể yên tâm. Vậy thì tốt, Vương Phi bây giờ có thể ra cửa đi, thái tử bọn họ biết ngươi vừa mới gả qua đây ở giữa độc, rất là lo lắng, cho nên ghé thăm ngươi một chút, ngươi trang điểm một chút tùy bản Vương đi thấy bọn họ đi. Nói xong, cũng không chờ Đường Tỉnh nói chuyện liền vung lên áo dài đi ra ngoài, thật đúng là chán ghét tới cực điểm a, thậm chí ngay cả nói đô không muốn cùng nàng nói. Đường Tỉnh ở trong lòng cười khổ. Vương Phi, nô tỳ cho ngươi trang điểm đi. Nhìn Vương gia đi ra ngoài, Xuân Ngọc hỏi. Ân. Đường Tỉnh gật gật đầu, đi tới bên bàn trang điểm, nhìn mình hiện tại bộ dáng, trong gương nhân da như nõn nà, cơ bạch như tuyết, một đôi mắt xếp vi chọn, mâu quang ràng rụa, môi anh đào mềm mại đỏ sẫm, quả thật là đẹp vô cùng. Đường Tỉnh ở trong lòng cấp ra đánh giá. Thế nhưng như thế mỹ một nữ tử sao có thể nhập không được Vương gia mắt đâu, đã chán ghét nàng lại vì sao phải thú nàng đâu. Đường Tỉnh nghi hoặc chờ Xuân Ngọc cho nàng trang điểm. Tiểu thư, được rồi, hôm nay còn muốn mang này chi cái trâm sao? Nói xong cầm lên một chi chim công kim trâm cài, nhìn thấy này Đường Tỉnh không nói gì, hoàng kim chế tạo chim công trâm cài tương mãn 5 màu bảo thạch, chế mấy cây tu cờ cũng là nạm vàng khảm ngân, quả thật là trầm đội ở trên đầu há không muốn sống nữa. Nhìn lại tóc của nàng, phức tạp như thế thanh ốc búi. Không tốt, quá phức tạp, còn là sơ đơn giản một điểm đi. Đường Tỉnh lắc đầu. Là. Xuân Ngọc mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, lại nhanh nhẹn vì nàng trang điểm, rất nhanh. Vương Phi, được rồi, ngài xem hiện tại thế nào? Đường Tỉnh ngẩng đầu vọng tiếng trong gương đồng, lần này chỉ là sơ cái đơn giản lưu nguyệt búi. không tệ, liền mang thượng này được rồi. Đường Tỉnh hài lòng gật gật đầu, cầm lên một cây đơn giản đến không có bất kỳ trang sức ngọc chi trâm, để cho Xuân Ngọc. Vương Phi, ngài xuyên kia nhất kiện quần áo đi gặp vương gia bọn họ đâu. Trang điểm hoàng, Xuân Ngọc lại lưu loát vì nàng tìm y phục. Còn là xuyên ngài thích nhất cái này sao? Nói, từ tủ quần áo lý lấy ra nhất kiện đỏ thẫm lũ tơ vàng theo hoa mẫu đơn văn cẩm bào. Thế nào như thế đất? Đường Tỉnh nhíu mày, này Lý Linh Lan phẩm vị nhưng thật không dám ca tụng nha. Bất, cho ta tìm kiện đơn giản, việc đơn giản càng tốt. Xuân Ngọc đem y phục thả lại tủ quần áo, lại lần nữa vì nàng tìm nhất kiện. Chọn đã lâu, Xuân Ngọc cuối cùng từ một đống xanh đỏ lòe loẹt lý lấy ra nhất kiện tương đối hài lòng, là nhất kiện hồng nhạt quảng miệng váy dài, chỉ ở cổ tay áo dùng tơ vàng theo kỹ bụi cây hoa mai, tăng thêm mấy phần dạt dào sinh cơ. Rốt cuộc trang phục được rồi, Đường Tỉnh nhìn trong gương, suy nghĩ một chút chính mình muốn đơn thương độc mã muốn đi đối mặt mỗi người nhân tinh tựa như vương gia, khó khăn trọng trọng a. Đây có lẽ là ngươi gặp được thứ nhất khó khăn, vô luận như thế nào, ngươi đều phải cố lên, ngàn vạn không thể để lộ xuất mã chân. Đường Tỉnh ở trong lòng vì mình bơm hơi, ngươi bây giờ không phải là Đường Tỉnh, là Lý Linh Lan. Xác định chính mình trang phục không có bất kỳ không ổn hậu, Đường Tỉnh lững thững bước đi thong thả ra. Mộ Dung Thiên Thần ở ngoài cửa đợi lâu như vậy đã không kiên nhẫn, vừa muốn đi vào thúc nàng liền thấy Lý Linh Lan chậm rãi dời ra, mặc đạm phấn quần áo trường cùng duệ, eo nhỏ lấy vân mang ràng buộc, phát giang một chi nhẵn mịn trâm ngọc tà tà sen vào búi tóc trung, tươi mát uyển chuyển hàm xúc trung lộ ra mấy phần tùy tính biến nhát. Cho dù thấy qua nàng rất nhiều lần, Mộ Dung Thiên Thần vẫn bị nàng hôm nay trang phục hấp dẫn ở, thế nhưng có cái gì không ổn. Đường Tỉnh nhìn hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, cúi đầu nhìn chính mình mặt, lên tiếng hỏi, chính mình thế nhưng xác nhận quá không có gì chỗ không đúng. Không có, rất tốt. Bỏ rơi một câu như vậy, liền bỏ lại nàng đi về phía trước. Cười nhạo, cao ngạo ngũ vương gia sao có thể nói cho nàng, hắn cảm thấy nàng hôm nay đặc biệt mỹ đâu. Bất quá Đường Tỉnh hiển nhiên bất nghĩ như vậy, hắn liền nhìn cũng không nguyện nhìn chính mình, xem ra chính mình con đường phía trước gập ghềnh a. Chương 3. Nhận rõ tình thế. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Mộ Dung Thiên Thần bước nhanh đi ở phía trước, Đường Tỉnh cùng ở phía sau, vừa đi vừa thưởng thức vương phủ cảnh trí. Không thể không nói, viện này Lý Đình đài lầu các đô tu sửa xa hoa, tiểu cầu nước chảy giả sơn vờn quanh, cơ hồ mấy chục bộ một cảnh, làm cho người ta không kịp nhìn đẹp không sao tả xiết, nhiều có vài phần thế ngoại đào nguyên cảnh trí. Đi rồi không lâu liền nhìn thấy phía trước có một đình. Vài người ngồi ở trong đình vừa nói vừa cười, đại khái chính là bọn họ. Linh Lan thấy qua mấy vị vương gia. Đường Tỉnh đi lên phía trước, đối với bọn họ phúc phúc thân. Mặc dù không có đã làm, nhưng Đường Tỉnh làm rất là thành thạo lưu loát. Có lẽ là thân thể này nguyên lai chủ nhân thường xuyên làm, cho nên cho dù hiện tại đã không có ký ức, khắc vào trong khung gì đó cũng rất khó thay đổi. Trong đình vài người nhìn thấy nàng đi tới, đôi trước mắt sáng ngời. Trước đây Lý Linh Lan cho tới bây giờ đều là mặc diễm lệ quần áo, kiêu ngạo đường hoàng, cử chỉ lỗ mãn. Thế nhưng hôm nay lại xuyên tươi mát thanh tú, ưu nhã khí chất hoàn toàn tự nhiên, chẳng lẽ thành thân mang cho nàng lớn như thế thay đổi. Nghe nói thần Vương Phi vừa thành thân liền trúng độc, sao có thể như vậy không cẩn thận. Mặc màu đen cẩm y nam tử thân thiết nói. Tuy là lời quan tâm, Đường Tỉnh hay là nghe ra cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Tạ vương gia quan tâm, Linh Lan đã không còn đáng ngại. Đường Tỉnh thấy chiêu phá chiêu, nhàn nhạt đáp lại. Nghe lời của nàng, cẩm y nam tử bất động thêm rực rỡ nhíu nhíu mày. Ha ha, ngũ tẩu kết hôn sau này biến hóa thật là đại a, không chỉ này mặc quần áo trang điểm thay đổi, ngay cả tính tình đều thay đổi. Cái kia mặt cạn lam hoa bào thiếu niên tùy tiện nói. Nghe hắn đối với mình xưng hô, Đường Tỉnh đoán được đây chính là nhỏ nhất hoàng tử Mộ Dung Thiên Du. Theo Xuân Ngọc nói, này hoàng tử sâu thụ hoàng đế sủng ái, thế nhưng cũng không thị sủng mà kiêu, cũng không tham dự ngai vàng tranh đấu, cùng cái nào huynh đệ đô ở chung rất tốt. Cảm giác được hắn hào sản tính tình, Đường Tỉnh không khỏi với hắn sinh ra mấy phần thiện cảm, Du vương gia nói đùa, thành thân chỗ nào có thể còn giống như trước đây không hiểu chuyện đâu. Đường Tỉnh cười nói. Chớ đứng, làm đi. Mộ Dung Thiên Thần nhìn thấy nàng vẫn đứng, lên tiếng đến. Mặc dù không muốn gặp nàng, nhưng nhìn ở phủ thừa tướng mặt mũi thượng cũng muốn hảo hảo đối đãi nàng. Là. Đường Tỉnh liễm một đáp ứng nói. Vừa muốn đi tới chỗ ngồi, Đường Tỉnh liền cảm giác một đạo ánh mắt dò xét rơi vào trên người nàng. Nàng ngoái đầu nhìn lại vừa vặn đụng tới thượng cái kia vẫn không lên tiếng nam tử nhìn thẳng ánh mắt, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, còn mang có vài phần. Xem kỹ, không nhìn địch ý của hắn, Đường Tỉnh hơi một gật đầu liền trực tiếp triều chỗ ngồi đi đến. Đợi được chân chính tọa hạ, Đường Tỉnh phản đến thành vai phụ, huynh đệ bọn họ mấy vẫn ở thảo luận chính sự, chỉ là thỉnh thoảng cùng Đường Tỉnh trò chuyện mấy câu. Khoảng chừng bọn họ đô công sự bận rộn, vài người ngồi một hồi liền đi, chỉ chừa nàng cùng Mộ Dung Thiên Thần hai người yên tĩnh ngồi ở trong đình, ai cũng không mở miệng. Đường Tỉnh là không biết thế nào mở miệng, Mộ Dung Thiên Thần thì lại là không muốn gặp nàng, bất muốn mở miệng. Vốn có hôm nay nên mang ngươi lại mặt, nhưng ngươi hôm nay vừa mới tỉnh còn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, đặng ngày khác ở lại mặt đi. Ngồi một hồi, còn là Mộ Dung Thiên Thần phá vỡ lúng túng cục diện, dẫn đầu nói đến. Hảo, Đường Tỉnh thuận theo nói, đã không biết rõ ràng phủ thừa tướng tình huống, còn không bằng đãi ở vương phủ thoải mái một điểm. Mộ Dung Thiên Thần nhìn thấy Đường Tỉnh yên tĩnh ngồi ở chỗ kia nhìn phương xa, tựa như một đóa xuất trần hoa lan khai ở vắng vẻ núi cao, khoan thai đạm bạc, như vậy nàng cũng không để cho mình ghét. Bên ngoài gió lớn, ngươi vừa mới bệnh hảo, về phòng nghỉ cho khỏe đi. Nói xong cũng không quản Đường Tỉnh phản ứng bước nhanh đi ra đình. Hắn đây là thế nào, sao có thể đem một không hiểu tam tòng tứ đức, không hề giáo dưỡng nữ tử cho rằng xuất trần hoa lan đâu, hắn nhất định là điên rồi, nghĩ đi càng vội vội vàng vàng. Nhìn Mộ Dung Thiên Thần vội vội vàng vàng ly khai bóng lưng, Đường Tỉnh bất đắc dĩ, một nhìn nhau hai ghét nhân muốn quá một đời, đây là bao nhiêu thống khổ một việc, nhưng mà lại phát sinh ở trên người của nàng. Bên ngoài ánh nắng vừa lúc, phơi biết dùng người ấm áp, Đường Tỉnh cũng không muốn về phòng, lệch qua trong đình trên lan can phơi nắng, tiện đường suy nghĩ một chút chính mình tình cảnh. Nghe vừa huynh đệ bọn họ mấy chuyện phím, Đường Tỉnh cũng đại khái lộng Lý Thanh một ít. Bây giờ là Thiên Dục 23 năm, tại vị hoàng đế Khai Nguyên đế đã hơn 50 tuổi, ấn người cổ đại tuổi thọ khoảng chừng cũng không mấy năm sống đầu, đã sắc phong đại hoàng tử Mộ Dung Thiên Tứ vì thái tử. Nhưng có phải hay không sở hữu thái tử cuối cùng cũng có thể trở thành hoàng đế, nhị vương gia Mộ Dung Thiên Hiên tài đức vẹn toàn, là thái tử leo lên hoàng lớn nhất uy hiếp, hai người vì ngai vàng tranh đấu gay gắt. Đường Tỉnh cúi đầu nghĩ, vừa tìm tòi nghiên cứu chính mình cái kia vương gia lời tuy không nhiều, nhưng những câu lộ ra cùng Mộ Dung Thiên Thần rất quen, chắc hẳn chính là Mộ Dung Thiên Hiên. Mộ Dung Thiên Hiên cùng Mộ Dung Thiên Thần một mẹ đồng bào, hai người bọn họ đều là đã qua đời Thư Phi nương nương sở ra. Đã tranh ngai vàng, đương nhiên phải bồi nuôi mình cánh chim, tam vương gia chính là thái tử trợ lực lớn nhất, ngũ vương gia thôi, huynh đệ đồng tâm, đương nhiên phải giúp hắn thân ca ca. Bất quá đáng tiếc chính là, này ngũ vương gia tính cách thể yếu nhiều bệnh, lại không bị sủng, trong tay cũng không có thực quyền, nghe nói đối nhị hoàng tử giúp đỡ không nhiều. Nghe bọn hắn khẩu khí, phủ thừa tướng là thân thái tử phái, mình cũng ái mộ thái tử, kết quả lại gả cho thái tử đối thủ một mất một còn, nguyên nhân có thể nghĩ, đơn giản chính là thái tử đặt ở ngũ vương gia trong phủ một nhãn tuyến. Suy nghĩ cẩn thận chính mình tình cảnh, Đường Tỉnh đảo không lo lắng, đã chính mình kết quả khẳng định không thể chết già, còn không bằng đụng một cái ly khai vương phủ, nói không chừng còn có đường sống. Xuân Ngọc đứng ở nàng phía sau nhìn nàng cúi đầu suy tư bộ dáng, trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc, vương phi từ tỉnh lại sau này tựa như thay đổi cá nhân tựa như, tính tình cũng thay đổi tốt hơn, không hề động một chút là mắng chửi người, hắn nàng tự nhiên hài lòng. Bất quá cũng không tốt, trước đây vương phi có tâm sự gì đô hội biểu hiện ở trên mặt. Hiện tại vương phi lại có điểm thâm trầm làm cho người ta nhìn không thấu. Xuân Ngọc, ta đồ cưới có bao nhiêu? Đã phải ly khai vương phủ, đầu tiên lại có tiền, cổ đại đại gia đình tiểu thư xuất giá bất đô hội có đồ cưới sao, huống chi nàng còn là một con vợ cả tiểu thư. Nàng hiện tại người không có đồng nào, có thể sử dụng đại khái cũng chính là đồ cưới, Đường Tỉnh trong lòng âm thầm tính toán, xoay người hỏi Xuân Ngọc. Vương phi đồ cưới đô ở gian phòng phóng rất, nô tỳ mang tiểu thư đi xem. Đường Tỉnh thình lình lên tiếng dọa Xuân Ngọc một nhảy, bất quá rất nhanh khôi phục lại, cung kính trả lời. Trở về phòng hậu, Xuân Ngọc lấy ra một gỗ đàn hương rương gỗ, vương phi, ngài đồ cưới đều ở nơi này. Ân, mở đi. Mở cái rương Đường Tỉnh tiện tay lật lật, chỉ có vài món kim trâm phượng, chi trâm ngọc đẳng trang sức. Sinh ở Trung Y truyền thống thế gia, Đường Tỉnh tự nhiên thấy qua rất nhiều vật quý hiếm, nhìn tỷ lệ liền biết, này đó trang sức tịnh không đáng giá. Còn có đâu? Nghe nói như thế, Xuân Ngọc ùng quỳ xuống, Vương Phi, đây đã là tất cả nha. Đường Tỉnh bị của nàng cử động hạ một nhảy, vội vàng nâng dậy nàng, mau đứng lên. Nàng nhưng không chịu nổi lễ lớn như thế. Ta mục đích tiểu thư xuất giá cứ như vậy thiếu đồ cưới. Đường Tỉnh thở dài, cư nhiên cũng không có cửa hàng, thôn trang. Bây giờ là Triệu Di Nương đương gả, mắt thấy nhị tiểu thư cũng muốn xuất giá, Triệu Di Nương đương nhiên phải nhiều vì nàng chuẩn bị đồ cưới, Vương Phi không muốn chú ý. Sau này ngài cùng thần vương hảo hảo sống qua ngày, cũng chưa dùng tới bao nhiêu đồ cưới. Xuân Ngọc an ủi nàng. Lời nói này nhượng Đường Tỉnh đối cái tiểu nha đầu này nhìn với cặp mắt khác xưa, mặc dù tuổi tác tiểu, nhưng quý trong lòng tư kín đáo, săn sóc chu đáo, lại là thật tâm thực lòng với nàng hảo, nàng ở đây duy nhất có thể trông chờ chính là nàng. Tâm lý thở dài, Đường Tỉnh kéo tay nàng, Xuân Ngọc, ta ở này vương phủ không chỗ nương tựa, sau này nhưng liền cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau, ngươi cũng không thể vứt bỏ ta. Tuy là hỏi thăm phủ thừa tướng tình huống mới nói như vậy, nhưng cũng mang theo vài phần chân thành, theo nàng tỉnh lại cái tiểu nha đầu này vẫn dốc lòng chiếu cố nàng, biết rõ là bởi vì thân thể này chủ nhân, Đường Tỉnh trong lòng vẫn là có chút ít cảm động. Vương Phi làm tổn thọ nô tỳ nhất định đối tiểu thư tận tâm tận lực. Ân, hảo. Đường Tỉnh mỉm cười, lại thuận miệng hỏi mấy câu phủ thừa tướng tình hình gần đây. Theo Xuân Ngọc trong miệng biết được, nàng hiện tại nương mặc dù là thừa tướng chính thê, nhưng ở phủ thừa tướng trung cũng không được sủng ái, nàng cái gọi là cha sủng ái nhất chính là hắn thanh mai trúc mã Triệu Di Nương, hiện tại phủ thừa tướng cũng là Triệu Di Nương ở đương gia. Năm đó bức vu gia tộc áp lực, cũng vì mình vận làm quan, còn là một tam phẩm thị lang phụ thân bất đắc dĩ cưới còn là tướng quân phủ tiểu thư mẹ nàng, sau đó mẹ nàng phụ thân cùng ca ca, cũng là của mình cậu cùng tổ phụ chết trận xa trường hậu, tướng quân phủ cũng tùy theo sa sút. Mẹ nàng ở trong phủ địa vị cũng tùy theo giảm xuống. Không lâu cha hắn liền đem Triệu Di Nương nâng vào phủ lý, Triệu Di Nương cũng không chịu thua kém, vì thừa tướng sinh hạ một trai một gái, củng cố địa vị của mình, hiện tại, con trai của nàng cũng đã quan bái tướng quân, nàng ở phủ thừa tướng địa vị càng như mặt trời ban trưa. Mà mẹ nàng dưới gối chỉ có chính mình một nữ nhi, lại là xú danh rõ ràng thanh danh, cho nên càng phát ra không bị sủng. Mẹ nàng mặc dù sinh ở tướng quân phủ, thế nhưng tính tình cực dịu dàng hiền thục, nhẫn nhục chịu đựng. Triệu Di Nương cũng là niết chuẩn mẹ nàng tính tình, ở phủ thừa tướng tác uy tác phúc, còn xử kế đoạt mẹ nàng đương gia quyền, dần dần, mẹ nàng ở trong phủ cơ hồ bị người quên lãng. Mặc dù mẹ nàng ở phủ thừa tướng cuộc sống tịnh không như ý, thế nhưng đối nữ nhi này xác thực thương yêu có thêm, ăn mặc chi phí đều là trước chen nàng đến. Xem ra này phủ thừa tướng cũng là một đoàn loạn. Chính mình nhà mẹ đẻ nhân là triệt để trông chờ không hơn, nàng còn là dựa vào chính mình ở đây xông ra một phen thiên địa đến đây đi. Còn Lý Linh Lan nương, nàng hiện tại đã chiếm nhân gia thân thể, đương nhiên phải để nàng chiếu cố tốt mẹ nàng thân, điều kiện tiên quyết là nàng muốn chính mình trước sống sót. Chương 4. Giao dịch. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Lý Thanh tất cả hậu, Đường Tỉnh cũng hiểu nàng hiện tại gả cho thần vương gia, muốn rời khỏi vương phủ phải trải qua đồng ý của hắn. Đã hắn có thể đồng ý cửa này hôn sự, đem một nhãn tuyến đặt ở chính mình mí mắt dưới, hắn khẳng định có quyết định của chính mình, như thế nào hội đơn giản phóng chính mình ly khai đâu. Đường Tỉnh nhiều lần tự hỏi, mặc kệ kết quả thế nào, nàng cũng phải thử một chút tìm cái kia vương gia nói chuyện, thế nào mới bằng lòng phóng chính mình ly khai, tin ai không cũng muốn ở trong nhà mình an cái bom hẹn giờ, nếu như hắn không đồng ý, nàng liền đem vương phủ của hắn dạo cái gà bay chó sủa. Hạ quyết tâm, Đường Tỉnh nói làm liền làm. Xuân Ngọc, vương gia hiện tại ở đâu? Nô tỳ cũng không rõ lắm, bất quá nghe nói vương gia phần lớn thời giờ đô ở thư phòng, tiểu thư ngài muốn tìm vương gia sao? Xuân Ngọc cao hứng hồi, tiểu thư đến mấy ngày nay thế nhưng chưa từng có đi tìm vương gia, nghe thấy Đường Tỉnh muốn đi tìm Mộ Dung Thiên Thần, Xuân Ngọc thập phần tích cực, có muốn hay không nô tỳ đi hỏi hỏi? Không cần, chúng ta đi thư phòng nhìn nhìn đi. Đi tới nửa đường, vừa vặn đụng tới quản gia của vương phủ Mặc Thúc, vừa hỏi vương gia quả thật là ở thư phòng. bất quá Vương gia đã phân phó, Vương phi không thể tới gần thư phòng. Nghe nói Vương phi muốn đi thư phòng tìm Vương gia, quản gia khó xử nói, hừ, nguyên lai còn là đề phòng của nàng nha, nói như vậy của nàng đàm phán vẫn còn có chút hy vọng. Ta chỉ đi một hồi, ta là thật có việc muốn tìm Vương gia, quản gia ngươi liền dàn xếp đi. Nhưng ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Đường Tỉnh khất cầu đạo. Trong giữ nhà có một chút buông lỏng, Đường Tỉnh nói tiếp. Ta ở Vương phủ không chỗ nương tựa, nhờ có Vương gia phái người dốc lòng chăm sóc, quản gia ngươi để ta thấy Vương gia, ta chỉ là muốn nói tiếng cảm ơn mà thôi. Mặc Thúc nhìn Vương phi tư thái phóng như thế thấp, thái độ cũng thập phần chân thành liền mềm lòng, kia nếu như Vương gia không đồng ý, Vương phi liền vội vàng ly khai, không muốn khó xử chúng ta này đó làm nô tài. Hảo, ta bảo đảm. Đường Tỉnh hiện tại một lòng chỉ nghĩ tìm thần Vương gia nói giao dịch, kia còn lo lắng cái khác, miệng đầy đáp ứng. Có Mặc Thúc dẫn đường, bọn họ rất nhanh đi tới thư phòng. Các ngươi lui xuống trước đi, chính ta đi vào thì tốt rồi. Nàng muốn cùng Vương gia nói thế nhưng nghe hỏi chuyện lạ, người biết tự nhiên càng ít càng tốt. Vừa muốn gõ cửa, liền nghe đến bên trong đông tây chạm đất thanh âm, dựa vào bộ đội đặc chủng mẫn tiệp phản ứng, Đường Tỉnh lập tức đẩy cửa đi vào. Mặc Thúc cùng Xuân Ngọc nhìn thấy Vương phi liều lĩnh vọt vào, cũng gấp vội vàng đi theo đi vào. Đường Tỉnh đi vào liền nhìn thấy Mộ Dung Thiên Thần ninh mày, sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế, nguyệt trường bào màu trắng hạ thân thể căng, trên trán toát ra rất nhỏ mồ hôi hột, cắn răng thanh âm ở này vắng vẻ gian phòng có vẻ dị thường vang dội. Trước mặt hắn bàn học đông tây hỏng bét, cơ hồ đều bị hắn ném tới trên mặt đất. Cho dù ở kiếp trước rất ít nhìn thấy nhân trung độc, đến hắn cái dạng này, Đường Tỉnh cũng đoán được hắn hẳn là trúng độc. Nàng đi nhanh chạy tới, nắm lên cánh tay của hắn vì hắn bắt mạch. Đường Tỉnh tế chẩn đoán, chân mày việt nhăn càng sâu, lại nhìn hắn đầu đầy mồ hôi ẩn nhẫn bộ dáng, Đường Tỉnh cũng không khỏi bội phục khởi hắn nghị lực. Theo hắn mạch tương phán đoán trong cơ thể hắn có không dưới lục loại độc, các loại độc sảm tạp cùng một chỗ, sở muốn thừa nhận thống khổ nên có bao nhiêu. Đường Tỉnh nhìn ánh mắt của hắn nhu hòa mấy phần. Vương phi, Vương gia thế nào? Mặc Thúc lo lắng hỏi. Nhìn thấy Đường Tỉnh vì Vương gia bắt mạch, quản gia cũng không kịp đi thỉnh ngự y. Đến đáp bắt tay, trước đem hắn đỡ lên giường. Đường Tỉnh gọi hai người bọn họ. Ba người kết phường thật vất vả mới đem Vương gia dời đến trên giường nằm ngửa hạ, nhìn hắn gầy yếu bộ dáng, không ngờ còn rất trầm. Nơi này có châm sao? Đường Tỉnh muốn dùng châm cứu cho hắn giảm bớt thống khổ, quên đi. Nhìn Mặc Thúc khó xử bộ dáng nàng liền minh bạch hỏi không, vội vàng giang Đường Tỉnh cái khó ló cái khôn, nhổ xuống trên đầu nàng cây trâm, đã điều kiện gian khổ liền được thông qua hạ đi. Phi thường thời khắc cũng không kịp nam nữ có khác, Đường Tỉnh giơ lên cây trâm, nhanh nhẹn lột xuống Mộ Dung Thiên Thần mặc áo, ở trên người hắn châm cứu, động tác món đó một mau, chuẩn, ngoan. Một bên trác, vừa hướng Mặc Thúc hô vài loại dược liệu tên. Nghe hiểu chưa? Mau đi lấy thuốc, tiên hoàng lập tức đưa tới. Là, ta lập tức đi. Vừa nói vừa vội vàng chạy ra đi. Mặc Thúc động tác rất nhanh, vừa mới cấp Mộ Dung Thiên Thần trác hoàng châm, hắn liền bưng dược đi tới, ta đến đây đi, các ngươi đi xuống đi. Đường Tỉnh bưng quá dược, thế nhưng Mặc Thúc chần chừ, thế nào, còn sợ ta độc chết hắn không được? Nhìn hắn này phúc bộ dáng, lại ăn chút thuốc độc còn có thể thế nào? Đường Tỉnh không thèm liếc mắt nhìn hắn, nàng chỉ là sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tính toán thủ tại chỗ này. Là. Bên ngoài đều là Vương phủ nhân, dự đoán Vương phi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc Thúc không yên lòng nhìn Vương gia liếc mắt một cái đi ra ngoài, Xuân Ngọc cũng theo đi ra ngoài. Uống xong dược không lâu, Mộ Dung Thiên Thần liền đã tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy Đường Tỉnh ngồi ở bên giường nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, nhíu mày ghét bỏ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đường Tỉnh bị tức vui vẻ, nếu không phải là ta ở đây, nói không chừng ngươi bây giờ đã đi Diêm Vương chỗ đó trình diện. Đường Tỉnh cũng ghét bỏ nhìn hắn một cái. Ngươi cho ta giải độc. Không giải. Nói thật, ta thật bội phục ngươi, bên trong cơ thể ngươi quả thực là thuốc độc món thập cẩm, còn có theo trong bụng mẹ mang ra tới, ngươi có thể sống đến bây giờ cũng coi như kỳ tích. Chống lại Mộ Dung Thiên Thần nghi hoặc ánh mắt, Đường Tỉnh hảo tâm giải thích cho hắn. Ngươi hội y thuật. Ám vệ sưu tập tới tư liệu, Lý Linh Lan chỉ là một kiêu ngạo ngang ngược, không học vấn không nghề nghiệp tướng phủ tiểu thư, sao có thể y thuật đâu, hội, ta còn có thể giúp ngươi giải độc. Đường Tỉnh lời thề son sắt trả lời. Ngươi có thể sao? Mộ Dung Thiên hoài nghi hỏi, ta có thể chẩn ra ngươi trúng vài loại độc, còn có thể nhượng ngươi tỉnh lại, ngươi nói ta có thể hay không? Đường Tỉnh hỏi lại hắn. Mộ Dung Thiên tùy con ngươi, mỗi lần trúng độc hắn đều phải ngủ thêm mấy ngày, còn chưa bao giờ một ngự y có thể nhanh như vậy nhượng hắn tỉnh lại, hơn nữa tỉnh lại còn chưa có cảm giác thống khổ, tạm thời liền tin nàng một lần đi. Thế nhưng hắn nhưng sẽ không tin tưởng nàng hội lòng tốt như vậy, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Mộ Dung Thiên ngẩng đầu như cũ là lạnh như băng bộ dáng, hắc, nàng này bạo tính tình, đây là cầu người thái độ sao, nếu không phải mình ly khai vương phủ còn muốn hắn gật đầu nàng lập tức phất tay áo rời đi, còn ở nơi này thụ oan uổng khí. Ở ta cho ngươi chữa bệnh trong lúc ta có thể tùy ý ra cửa, sau đó bệnh của ngươi hảo sau cho ta một phong hưu thư, nhượng ta ly khai vương phủ, còn muốn cho ta 3.000 lượng cho ta làm tiền thuốc men, thế nào? Ân nếu không 1.000 lượng. Nhìn Mộ Dung Thiên bộ dáng giật mình, Đường Tỉnh thương lượng hỏi, Xuân Ngọc nói ngũ vương gia không có thực quyền gì, dự đoán vương phủ cũng phú không được, nàng cũng biết này 3.000 lượng hắn có thể hay không lấy ra, cho nên chủ động thấp xuống ngân lượng sổ. Không biết nàng trong hồ lô bán cái thuốc gì, nhưng thân thể hắn chính mình còn là rõ ràng, mặc dù không sợ chết, nhưng hắn giết mẫu chi thù còn chưa báo, vẫn chưa giúp đỡ Hoàng Huynh leo lên ngai vàng, hắn trách nhiệm vẫn chưa hết thành, hắn vẫn không thể tử. Huống hồ nàng khai ra điều kiện với hắn cũng không có cái gì chỗ hỏng, hắn hoàn toàn có thể thử một lần. Hảo, bản vương đáp ứng. Bất quá bên trong cơ thể ngươi độc lâu như vậy đã hỗn cùng một chỗ tạo thành một cân bằng, nếu như giải độc hội đánh vỡ một cân bằng, sẽ rất thống khổ. Khiêu khích nhìn hắn, ý là ngươi có thể chịu được sao, yên tâm, bản vương còn không đến mức như vậy không tốt. Tốt lắm, ngày mai ngươi liền đem ngươi trúng độc thời gian đại thể tình huống nói với ta một chút, ta cũng tốt có một sổ, ngươi còn có thể nhớ sao? Đại khái nhớ một ít. Mộ Dung Thiên gật gật đầu, tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Giao dịch thuận lợi thành công nhượng Đường Tỉnh tâm tình thật tốt, nàng cũng không ngờ như thế thuận lợi, cho dù Mộ Dung Thiên thần độc có chút vướng tay chân cũng không sao cả, xem nhẹ quá trình này, nàng bắt đầu mưu đồ khởi sau này thời gian tốt đẹp, thậm chí trở lại gian phòng trên mặt cũng còn treo tươi cười, vương phi có cái gì hài lòng sự tình nha. Xuân Ngọc thụ của nàng bị nhiễm, cũng cười hỏi. Nhìn nàng ngây thơ hài lòng nét mặt tươi cười, nghĩ chờ mình ly khai vương phủ thời gian cũng đem nàng mang đi, chuyện tốt, đẳng sau này ngươi sẽ biết. Đường Tỉnh giả vờ thần bí. Ngày kế vừa dùng xong đồ ăn sáng, Mặc Thúc liền đem ngân phiếu cấp đưa tới, thuận tiện nói cho nàng, vương gia đã ở Hoa Viên Đình chờ nàng, làm cho nàng vội vàng quá khứ. Đường Tỉnh viết biểu môi, thời đại này, nợ tiền là đại gia, bệnh nhân cũng là đại gia, ôi hảo, ngươi nói cho hắn biết, ta lập tức đến. Sau đó thu thập một chút, liền chạy đi đình. Sắp đến đình lúc Đường Tỉnh xa xa nhìn thấy Mộ Dung Thiên Thần ngồi ở chỗ kia xuất thần đọc sách, linh tinh ánh nắng tùy ý chiếu vào phía sau hắn, hình thành nhàn nhạt lỗ ống kính, thanh tú trên mặt không có chút nào đỏ ửng, chỉ hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, lại vô lúc bất toát ra cao quý thanh nhã khí chất, tựa như cảnh trong mơ trung đi ra bạch mã vương tử bình thường, nàng không hiểu rung động. Chậm rãi bước đi lên phía trước, Mộ Dung Thiên Thần nghe thấy thanh âm ngẩng đầu, tuấn tú như tháng ế ẩm dung nhan, mực con ngươi thâm thúy nhìn nàng, Đường Tỉnh bị nhìn không có ý tứ, nhẹ nhàng khụ một chút, Mộ Dung Thiên Thần lấy lại tinh thần, ngồi. Ngữ khí mới lạ lãnh cách, trời ạ, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời cười dài, nàng là mắt mù đi mới có thể đem hắn cho rằng là bạch mã vương tử, rõ ràng là một tòa lãnh băng sơn thôi. Đường Tỉnh sau khi ngồi xuống hai người đô không nói lời nào, bầu không khí lại rơi vào không nói gì lúng túng. Vương gia, nô tài đi chuẩn bị một chút điểm tâm. Mặc Thúc nhìn không được, cuối cùng ra đánh vỡ yên tĩnh cảnh, tiện đường đem thời gian lưu cấp hai người các nàng. Ngươi muốn hỏi điều gì liền hỏi đi. Hảo. Ta hỏi ngươi cái gì cũng muốn giỏi hơn hảo trả lời. Sau đó Đường Tỉnh tỉ mỉ hỏi hắn mỗi loại độc phát tác thời gian, bệnh trạng, còn nghiêm túc nhớ kỹ, nghe thấy then chốt địa phương dừng lại đến hơi suy tư sau đó cho hắn đem bắt mạch. Mộ Dung Thiên nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, mày lá liễu vi chọn, phượng con ngươi bình thản như nước, môi anh đào khẽ miếm môi, đáy lòng tựa như có một căn lông chim nhẹ nhàng xẹt qua, tô mềm yếu mềm. Được rồi, không sai biệt lắm cứ như vậy, chờ ta trở lại nghiên cứu một chút nhìn thế nào khai dược. Ôi, nói thật ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù? Mộ Dung chau mày, nghi hoặc nhìn nàng. Này đó độc lộn xộn, hẳn không phải là một người hạ, bằng không sẽ không rõ lấy độc trị độc đạo lý. Đường Tỉnh một bộ, nếu không ngươi chết sớm, biểu tình, Mộ Dung chỉ là lạnh lùng phiết nàng liếc mắt một cái, nhặt lên thư, không nên ngươi hỏi liền đừng hỏi. Sẽ không nghĩ phản ứng nàng, Đường Tỉnh tự tìm bất khoái, bất mãn lưu lại câu, 3 ngày sau ta đến giải độc cho ngươi, liền trở về phòng. Đường Tỉnh đi vội vàng, không có chú ý tới người phía sau con ngươi sắc ẩn nhẫn đen tối, muốn hắn chết, không dễ dàng như vậy. Chương 5 Tra Vương Phủ. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Sau khi trở lại phòng, nàng phân phó Xuân Ngọc cho nàng tìm đến mấy quyển sách thuốc, Mộ Dung Thiên Thần trên người có vài loại độc nàng tốt hảo nghiên cứu một chút. Dù sao hiện đại cùng cổ đại điều kiện phân biệt dị, giải độc liên quan đến mạng người nhưng qua loa không được. Xuân Ngọc, đi đem bữa trưa bưng tới đi. Tiểu thư, hiện tại sao? Vẫn chưa tới bữa trưa canh giờ nha. Đối liền hiện tại, mau đi đi. Đường Tỉnh nhàn nhạt phân phó nói. Thức ăn bưng lên sau này, Đường Tỉnh vội vã dùng kỹ miệng lại phân phó Xuân Ngọc, hôm nay một ngày cũng không muốn tới quấy rầy ta, cơm chiều cũng không cần. Sau đó liền bắt đầu gặm những thứ ấy tối nghĩa khó hiểu sách thuốc, kiếp trước nàng chỉ đọc quá trải qua biên dịch truyền thống sách thuốc, những thứ ấy tổ truyền cổ sách thuốc nàng cho tới bây giờ đô tránh không kịp. Mãi cho đến buổi tối giờ tuất mới đem kia mấy quyển sách thuốc nhìn xong, Đường Tỉnh thoải mái mà thân cái lười eo, cổ đại thư thực sự là bác đại tinh thâm, liền này mấy quyển cũng làm cho nàng được ích lợi không nhỏ, không chỉ tìm được chính mình nghi hoặc, cũng giải quyết mình ở kiếp trước gặp được mấy cổ bình. Rèn sắt khi còn nóng, Đường Tỉnh suy tư một phen, đem Mộ Dung giai đoạn trước thuốc giải độc phương viết xuống đến. Ngày hôm sau chờ Xuân Ngọc khi vào cửa, Đường Tỉnh đã rời giường mình ở chải đầu. Vương Phi hôm nay khởi đích thực sớm. Ân. Vương Phi, ngươi đây là đang làm gì nha? Xuân Ngọc nhìn Đường Tỉnh cho mình trát đuôi ngựa, không hiểu hỏi. Xuân Ngọc, cho ta tìm bộ công tử quần áo, hôm nay lĩnh ngươi ra cửa thấy từng trải. Trải qua một phen mân mê, một hồi liền thấy trong phòng xuất hiện một đẹp đẽ công tử ca, một bộ bình thường cạn lam màu trắng áo dài, tóc cũng bị chỉnh tề buộc ở cùng màu dây cột tóc lý, hai mắt vi trọn, khóe miệng mỉm cười, một phái phong lưu. Xuân Ngọc cũng thay một bộ thằng nhóc quần áo, lúc này thấp thỏm bất an, Vương Phi muốn xuất phủ làm cái gì, Vương Phi hiện tại đã lấy chồng, không thể lại làm càng, nàng cùng ở Đường Tỉnh phía sau nói liên miên niệm, được rồi, ta bảo đảm ta nhất định bất loạn đến. Đường Tỉnh buồn cười nhìn nàng, này Lý Linh Lan là nhiều có thể gặp rắc rối a, hiện tại nàng ra cái phủ còn có thể đem cái tiểu nha đầu này sợ đến như vậy. Đẳng thật ra phủ, Đường Tỉnh vậy mà sinh ra một loại rốt cuộc cảm giác, rốt cuộc xuất phủ, cho dù là ngắn tự do. Tiểu thư, chúng ta đi đâu? Muốn gọi công tử. Đường Tỉnh trừng nàng, trước tùy tiện dạo đi. Nói xong dẫn Xuân Ngọc đi về phía trước đi, Đường Tỉnh ở trên đường một bên đi dạo một bên tìm kiếm đoạn đường hảo cửa hàng. Mấy ngày nay Đường Tỉnh cũng muốn thông, liền dựa vào chính mình kia điểm đồ cưới còn không biết tài năng ở vương phủ ngoại sinh sống bao lâu, phát tài mới là lẽ phải, có tài nguyên còn sầu sống không tốt sao. Kiền khát nàng không ở đi, mở phòng khám bệnh vẫn là có thể. Theo nhà mình cha, thực tập 10 mấy năm, đối kinh doanh phòng khám bệnh vẫn còn có chút tâm đắc, dùng chính mình đồ cưới mở phòng khám bệnh, dùng y thuật của mình kiếm tiền. Đẳng đào được chính mình thùng thứ nhất kim, này phòng khám bệnh liền dùng đến tế bần, chính mình liền dùng thùng thứ nhất kim làm chút gì buôn bán, Đường Tỉnh hạnh phúc nghĩ, thực sự là nhất cử lưỡng tiện. Thẳng đến buổi trưa cũng không có tìm được thích hợp cửa hàng, thực sự là đánh giá thấp ở đây kinh tế tài nghệ, Thiên Dục Vương Triều Đô Thành Vận Thành, là Thiên Dục Vương Triều phát triển nhất thành thị, thêm chỗ với kỷ quốc trung tâm cho nên thương mại nhất là phồn vinh. Đường Tỉnh tìm mấy nhà cửa hàng giá đất mặc dù không tính là tất đất tất vàng, nhưng cũng cao dọa người, còn muốn mua dược liệu, trang tu, này một loạt xuống, nàng kia 1000 lượng cùng kia điểm đồ cưới. Căn bản không đủ a. Xuân Ngọc, đâu thái tương đối khá ăn, hôm nay chúng ta bên ngoài vừa ăn. Vương. Công tử trước đây đô thích đi Thúy Phong Lâu, nói chỗ đó thái so với trong cung đều tốt ăn. Thúy Phong Lâu là một nhã danh, hảo, chúng ta còn đi vào trong đó. Đường Tỉnh dẫn Xuân Ngọc bước vào Thúy Phong Lâu, tùy tiện tìm cái lâm song vị trí tọa hạ, điểm vài đạo đặc sắc thái, liền nhìn ngoài cửa sổ bất lên tiếng nữa. Xuân Ngọc nhìn tiểu thư xuất thần bộ dáng, cũng không dám mở miệng quấy rầy nàng. Ôi, các ngươi nghe nói sao, Đường gia cái kia sơn trang giữ không được, bị Đường đại thiếu gia bại hết. Nhanh như vậy. 2 ngày trước Đường gia lão gia không phải vẫn còn muốn tìm cá nhân giúp hắn xử lý sơn trang sao? Cũng không là, chính là sợ con của hắn quản gia bại quan, này không phải là bại hết. Bên cạnh chỗ ngồi mấy người làm ăn nói chuyện phím thanh truyền vào Đường Tỉnh trong tai, giúp xử lý. Đường Tỉnh mắt đô sáng, đúng vậy, nàng thế nào không ngờ đâu, lớn như vậy cái đô thành, khẳng định có kinh doanh bất thiện phòng khám bệnh, nàng có thể lấy góp cổ phần phương thức tham dự kinh doanh phòng khám bệnh, bào đi giá thành, chính mình lo lắng sợ có vấn đề liền đô giải quyết dễ dàng, thật là một ý kiến hay. Xuân Ngọc, vội vàng ăn, chúng ta một hồi còn có chuyện trọng yếu hơn. Sau khi cơm nước xong, Đường Tỉnh dẫn Xuân Ngọc liền bắt đầu tìm kinh doanh bất thiện phòng khám bệnh, công phu không phụ lòng người, cuối cùng thật đúng là làm cho nàng tìm. Đồng Thiện Đường đây cũng là một nhà trăm năm lão điếm, trước đây ở Vận Thành có rất cao danh dự, thế nhưng gần một chút năm từ từ suy sụp, truyền tới thế hệ này thanh danh càng ngày càng giảm xuống, thế hệ này người thừa kế mặc dù có tâm cải thiện, bất đắc dĩ hắn tư chất bình thường, y thuật thường thường, thế nhưng này phòng khám bệnh theo tổ tiên vẫn truyền xuống, hắn lại luyến tiếc qua tay, vẫn cứ như vậy hao tổn. Mặc dù không có trải qua bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp tổ tiên sự tình, Đường Tỉnh cũng có thể thể hội tâm tình của hắn, nhà mình cũng là thời đại trung y, nếu là muốn đem nàng gia tổ thượng truyền xuống gia sản bán đi, nàng cũng sẽ bất xá, cho nên Đường Tỉnh cũng không thái hà khắc, chỉ là dùng 1000 lượng bạc cùng ban trưởng quầy quản lý toàn quyền xử lý phòng khám bệnh tranh thủ ngũ thành phần hồng, nói trắng ra là, nàng hiện tại chính là Đồng Thiện Đường một cao cấp làm công. Tiểu huynh đệ, ngươi thật có thể nhượng ta này Đồng Thiện Đường cải tử hoàn sinh sao? Cải tử hoàn sinh thái khoa trương, phòng khám bệnh, trọng yếu nhất là đại phu, nếu có hảo đại phu, dĩ nhiên là sẽ có người tới xem bệnh. Đây cũng là lúc trước mình lựa chọn khai phòng khám bệnh một trong những nguyên nhân, khai phòng khám bệnh không giống cái khác hành nghiệp, cần đại lượng tiền vốn đi tuyên truyền, chỉ cần có hảo đại phu là được. Nhưng là chúng ta đi đâu tìm hảo đại phu đâu? Ngươi đây liền không cần lo lắng, tục ngữ nói, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Chỉ cần chúng ta tiền thuê quá nhiều, tổng sẽ có người tới. Một lần nữa đưa cái này phòng khám bệnh đánh ra thanh danh cũng cần một ít trù hoạch, cùng trưởng quầy thương lượng qua đi, Đường Tỉnh mang theo Xuân Ngọc cảm thấy mỹ mãn hồi phủ. Nàng chân trước vào phủ, chân sau thì có cái thân ảnh thiểm tiến Mộ Dung Thiên Thần thư phòng, nàng thực sự chỉ làm này đó, không có đi thấy thái tử sao? Là. Hảo, sau đó nhìn nàng, có tin tức gì tùy thời đến cho ta biết. Là, thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong, nhân hình một lượt, thư phòng khôi phục yên tĩnh, vừa một màn phản phất là ảo giác bàn. Mộ Dung Thiên Thần càng lúc càng nhìn không được hiểu hắn này vương phi, vốn tưởng rằng nàng nghĩ tự do xuất phủ là vì đúng lúc cấp thái tử tống tin tức, thế nhưng nàng xuất phủ cũng chỉ là đi dạo phố. Mấy ngày nay ở chung xuống, nàng vẫn rất an phận, quy quy củ củ ngốc ở Thanh Tâm Uyển, nếu như không phải tất yếu thậm chí ngay cả gian phòng cũng không ra. Nàng rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân? Mộ Dung phát hiện Đường Tỉnh tựa như một điều bí ẩn, đang từ từ hấp dẫn hắn tới gần 3 ngày sau, Đường Tỉnh đúng hẹn đi tới Mộ Dung trong viện vì hắn giải độc. Vừa muốn chuẩn bị bắt đầu, Đường Tỉnh người trước mắt hình chợt lóe, một mặt hắc bào tử lạnh lùng nghiêm nghị thiếu niên liền thẳng tắp quỳ gối Mộ Dung phía trước, vương gia. Nói xong nhìn Đường Tỉnh bất lên tiếng nữa. Các ngươi trước trò chuyện, đặng trò chuyện hoàn lại đi gọi ta. Nói xong, Đường Tỉnh ưu nhã đứng dậy đi ra cửa, vương gia. Dịch Thiên nghi hoặc nhìn Đường Tỉnh bóng lưng, Lý Linh Lan thô bạo không phân rõ phải trái hắn thế nhưng thấy tận mắt quá, thế nhưng hôm nay lại như vậy biết nguyên tắc, không cần mở miệng nàng liền biết tị hiềm, thực sự làm cho người ta khó hiểu nha. Không chỉ nhĩ hảo kỳ, bản vương cũng rất tò mò nha. Nhìn ra Dịch Thiên nghi hoặc, Mộ Dung lắc đầu nói, không nói cái này, ngươi lần này đi Tinh Lan Quốc, nhưng có phát hiện gì? Thái tử đích xác cùng Tinh Lan Quốc tam thái tử có cấu kết. Đợi được Dịch Thiên cùng Mộ Dung Thiên Thần bẩm báo hoàng đã giờ dần, Mộ Dung Thiên Thần lại xử lý kỹ phân khẩn cấp văn kiện, ngẩng đầu nhìn lên, trời đã tối rồi, không ngờ đã trễ thế này, Mặc Thúc. Mộ Dung Thiên Thần hướng ra ngoài biên kêu, lão nô ở, Mặc Thúc vội vàng chạy vào, đi nói cho Vương Phi, hôm nay quá muộn, ngày mai lại làm cho nàng đến giải độc. Vương gia, Vương Phi nói nàng mấy ngày hôm trước ở ngài dược trung thêm kỹ vị độc thảo, hôm nay phải muốn giải độc, phân phó lão nô vô luận lúc nào Vương gia hết bận đều phải quá khứ gọi nàng út. Vậy làm cho nàng đi Hằng Yên Sảnh đi. Hằng Yên Sảnh là Mộ Dung Thiên Thần tẩm điện, trên thực tế từ lúc cùng Lý Linh Lan thành thân hậu hắn liền vẫn ở nơi này, chưa từng cùng Lý Linh Lan cùng phòng. Đường Tỉnh ở trong phòng chờ đô không kiên nhẫn, lại không có sự nhưng kiền, đô vốn định đi ngủ, nhưng không yên lòng kia kỹ vị độc thảo dược hội có cái gì tác dụng phụ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ chờ đợi Mộ Dung Thiên Thần hết bận. Cho nên nói chúng ta Đường Tỉnh còn là vì y đức rất tốt đại phu thôi, trong sao trong mặt trăng cuối cùng đem quản gia trông được. Thời đại này, làm cho trị cái bệnh còn khó như vậy, nàng dường như nhìn thấy chính mình mỗi lần cấp Mộ Dung giải độc thời gian đều là chờ ở trong phòng đẳng đã lâu, tựa như giữa hậu cung tần phi chờ đợi ân sủng, tùy truyền tùy đến. Nghĩ đến này Đường Tỉnh toàn thân rùng mình một cái, như vậy tình hình thật đáng sợ. Dài đằng đẳng kỳ tu sa hề, ta đem trên dưới mà cầu tác, Đường Tỉnh ở trong lòng mặc niệm tính toán khu trừ vừa ý nghĩ. Vương gia, Vương Phi tới. Tiến vào, Mặc Thúc, ngươi lui ra đi. Mộ Dung Thiên Thần cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt phân phó nói. Mặc Thúc mới vừa đi ra đi, Mộ Dung Thiên Thần bắt đầu chất vấn Đường Tỉnh. Tại sao phải cho ta hạ độc, nói là cấp bản Vương giải độc, thật ra là hạ độc đi, ngươi cứ như vậy mong chờ bản Vương chết sớm một chút, ân. Nói xong, nhân hình chợt lóe, Mộ Dung đã kháp ở Đường Tỉnh cổ. Buông tay. Hắn kháp Đường Tỉnh không thể hít thở, Đường Tỉnh xả giọng nói lên tiếng. Mộ Dung Thiên Thần không có bất kỳ nghĩ buông tay tính toán, còn tiếp tục dùng sức. Đường Tỉnh nhịn không được bắt được tay hắn, trở tay một tiểu bắt, thoát khỏi Mộ Dung gông cùng xiềng xích, mình cũng mệt thở dốc xuỵt, xem ra thân thể này còn chờ rèn luyện a, chẳng qua là vừa mới vận động liền xuyển thành như vậy. Nếu không phải hạ độc, ngươi tại sao sẽ ở dược lý thêm độc thảo? Mộ Dung lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, dường như muốn lập tức trí nàng vào chỗ chết, nhìn hắn lạnh như băng bộ dáng, Đường Tỉnh biết vậy nên thập phần ủy khuất, mình ở trong phòng đợi một ngày, đâu cũng không dám đi, chính là sợ hắn có cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng hắn đâu, hắn lại muốn bóp chết nàng. Nghĩ tới đây, Đường Tỉnh nhịn không được khóc lên, là ai nói cho ngươi biết dược lý có độc? Ta nếu thật muốn độc chết ngươi còn sẽ nói cho ngươi biết dược lý có độc, nếu như không phải này kỹ vị thuốc cỏ, ngươi mấy ngày nay gặp qua được như thế thoải mái. Mạng của ngươi đối với người khác mà nói có lẽ đáng giá, nhưng với ta mà nói không đáng một đồng. Đường Tỉnh với hắn quát, mấy ngày nay tất cả lo lắng hãi hùng, tất cả suy đoán sợ hãi, còn có đợi một ngày ủy khuất dường như tìm được một phát tiết miệng, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Chương 6. Giải độc. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Mộ Dung Thiên Thần nhìn thấy nàng thương tâm khóc, tâm đột nhiên được mềm nhũn xác thực, chính mình từ lần trước trúng độc thân thể không có bất kỳ không thoải mái, dĩ vãng ngực đau mau bệnh mấy ngày nay cũng không có phạm, được rồi, đừng khóc, tính bản Vương trách oan ngươi. Mộ Dung chân tay luống cuống được an ủi nàng, vốn chính là trách lầm, cái gì gọi xem như là. Đường Tỉnh nhất quyết không tha. Nhìn hắn ngốc hống nàng, Đường Tỉnh cũng là chẳng phải thương tâm, vốn có nàng cũng không phải khác người nhân, chỉ là mới vừa đến nơi đây, mỗi ngày đô thấp thỏm lo âu ngày làm cho nàng sợ hãi, đã khóc sau này thoải mái hơn. Hiện tại đãi cơ hội này, chỉ nghĩ đùa này lãnh khối băng, hắn nhưng chưa từng cho mình sắc mặt tốt. Vậy ngươi muốn thế nào? Mộ Dung có chút bất đắc dĩ, phốc Đường Tỉnh nhịn không được, bật cười, đùa ngươi đâu, ta là cái loại đó như vậy không phân rõ phải trái nhân thôi. Thế nào không phải? Mộ Dung thầm nghĩ, nhưng cũng không dám nói. Nữ nhân khóc cái gì phiền toái nhất, hắn ghét nhất. Không biết, hắn sau này nghĩ ở nhìn thấy Đường Tỉnh khóc cũng rất khó nha. Đường Tỉnh tính toán trước cho hắn châm cứu, ngươi có phải hay không biết võ công a? Đường Tỉnh ở cho hắn bắt mạch lúc tổng sẽ gặp phải một cổ cường đại khí lưu, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cũng không dám vọng hạ phán đoán rốt cuộc có phải là hắn hay không các cổ nhân trong miệng nội lực. Hắn biết võ công sự tình không có mấy người biết, Mộ Dung do dự có muốn hay không nói cho nàng, ngươi yên tâm, nếu như không phải là vì chữa bệnh ta sẽ không hỏi, chuyện của ngươi, ta tuyệt không muốn biết. Đường Tỉnh trắng ra cũng làm cho Mộ Dung có vẻ có chút lòng tiểu nhân, là, nguyên lai thật là có nội lực có chuyện như vậy a. À, Đường Tỉnh gật gật đầu. Võ công của ngươi rất cao, đằng sau này giáo ta có được không? Đường Tỉnh hai mắt tỏa ánh sáng, lấp lánh nhìn hắn, ngươi huynh trưởng ở nhà không có đã dạy ngươi sao? Hắn thế nhưng nghe nói, Lý Lâm Trúc thương yêu nhất này thô bạo muội muội, xông hạ cái gì họa đô hội thay nàng thu thập. Huynh trưởng, nàng nhưng chưa từng nghe Xuân Ngọc nhắc tới, không có. Đường Tỉnh trả lời thẳng thắn lưu loát, nghe ý tứ này, hắn là bất tính toán dạy mình, tìm như thế sức sẹo lý do làm gì nha, nói xong cũng không nói, chờ Mộ Dung Thiên Thần chính mình cởi mặc áo. Đường Tỉnh môi anh đào chặt mân cúi đầu nhìn đầu ngón chân, không dám nhìn thẳng hắn. Nếu nói là mấy ngày trước sự ra có nguyên nhân, nàng không chút do dự bới Mộ Dung Thiên Thần mặc áo, nhưng bây giờ tự là bất đồng, mặc dù an ủi mình là vì cho hắn giải độc, nhưng Đường Tỉnh dù sao cũng là nữ tử, nhìn chằm chằm vào nam nhân thân thể cũng sẽ không có ý tứ. Mộ Dung Thiên Thần chờ thật lâu cũng không thấy Đường Tỉnh có điều phản ứng, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Tỉnh hai gò má bò mảng đỏ ửng, hiểu là chuyện gì xảy ra, trong mắt tràn ngập tiếu ý, không ngờ nàng cũng sẽ không có ý tứ. Vương phi thế nào còn không bắt đầu? Mộ Dung Thiên Thần giả bộ không hiểu, nga, hảo. Đường Tỉnh gật đầu, nội tâm đấu tranh sau một hồi mới cầm lên châm, như trước cúi đầu cho hắn châm cứu. Sau, Đường Tỉnh nhượng quản gia đem chứa đầy nước nóng hòa dược tài thùng tắm bưng tiến vào, không ngờ Dịch Trời cũng theo tiến vào, thật đúng là sợ nàng hại chết nhà hắn, bảo bối, vương gia nha. Này muốn phao bao lâu? Nhìn đầy thùng dược liệu, Mộ Dung Thiên Thần nhíu mày hỏi, đến bên trong cơ thể ngươi máu đen thả ra đại bộ phận là được rồi. Như vậy tế bào tái sinh, sản sinh tân máu tuần hoàn, bất quá nàng cũng không cho bọn hắn giải thích nhiều như vậy, nói bọn họ cũng không hiểu, đây không phải là đàn gãy tai trâu thôi, vì sao bất đô phóng xuất? Đô phóng xuất ngươi còn có thể sống sao? Đường Cẩn với hắn lật cái bạch nhãn, thực sự là vô tri. Mộ Dung Thiên Thần đi vào sau này sẽ không phản ứng Đường Cẩn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Mặc Thúc nhìn thấy chính mình vương gia cái dạng này cũng không dám nói gì, tốt xấu nhìn ở nhân gia vương phi ở cho nàng chữa bệnh phân thượng, vương gia thái độ cũng nên hảo điểm. Đường Tỉnh nhìn thấy hắn như vậy, cũng hận nghiến răng, hận không thể ở bên trong cộng thêm kỹ vị thuốc đông y hành hạ tử hắn. Vương phi, đã trễ thế này nếu không ngài đi về nghỉ trước, lão nô Ôn Hòa Thiên ở đây thủ thì tốt rồi. Mặc Thúc ở vương phủ nhiều năm như vậy, nhân tinh một, sao có thể nhìn không ra vương phi hiện tại hỏa khí rất lớn. Quên đi, nàng đại nhân có đại lượng, bất cùng loại này nhân chấp nhặt, này nước ấm muốn vẫn duy trì ở một nhiệt độ, các ngươi nắm giữ không tốt, còn là ta ở đây thủ đi. Mặc Thúc, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, hắn ở đây là được. Vương phi đối với mình như thế chiếu cố, Mặc Thúc có chút tiểu cảm động, vương phi cùng bên ngoài đồn đại thế nhưng tuyệt không như nhau. Đã sớm ngờ tới cái kia khối băng sẽ không phản ứng chính mình, Đường Tỉnh từ trong ngực lấy ra một quyển sách thuốc, tế tế nghiên cứu, chỉ còn lại có Dịch Thiên lúng túng hiện ở nơi đó, nhìn vương gia cùng vương phi các kiền các sự tình. Đường Tỉnh qua một thời gian liền thử một chút nước ấm, nhượng Dịch Thiên thêm giờ thủy, sau đó đọc sách, 2 canh giờ sau này, Đường Tỉnh mới kêu khởi Mộ Dung Thiên Thần, đem hắn đỡ ra. Cảm giác thế nào? Biên hỏi biên bắt tay đáp ở hắn mạch đập thượng, rất thoải mái. Có loại nói bất ra tinh thần sảng khoái, hắn còn chưa bao giờ thể hội quá loại cảm giác này, hảo. Nàng cũng cảm giác được hắn mạch đập nhảy lên có lực, trong lòng một tảng đá rơi xuống, đã trễ thế này, ngươi sớm một chút trở lại nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Thiên Thần nhìn nàng mặt mang mệt mỏi, trong lòng một trận cảm động, trong lòng băng sơn hơi tan, trong thanh âm là chính hắn cũng không phát hiện dịu dàng. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta ngày mai lại đến. Nếu có chuyện gì liền đi Thanh Tâm Uyển tìm ta. Lời này là đúng Dịch Thiên nói, vừa thi châm liền hao phí rất nhiều tinh lực, Đường Tỉnh thực sự rất mệt mỏi, dù sao hắn hiện tại cũng không có gì sự, liền tính toán nhanh đi về nghỉ ngơi. Ngày mai có thể trễ giờ lại đến. Vừa mới muốn ra khỏi phòng, Đường Tỉnh liền sau khi nghe được biên truyền đến một câu như vậy, hảo. Đường Tỉnh đầu cũng không quay lại, ném xuống một câu như vậy chạy trối chết, chuyện gì xảy ra, nghe thấy hắn tối hôm nay mấy câu nói đó, lòng của nàng bang bang thẳng nhảy, tựa như lắp đặt một tiểu động cơ điện như nhau, thế nào dừng đô dừng không được đến, không được. Hắn nói không chừng còn nghĩ giết mình đâu, mình tại sao có thể thích hắn đâu. Đường Cẩn một đường nhắc nhở chính mình, trở về phòng hậu liền chạy thẳng tới giường lớn ngã đầu liền ngủ, hy vọng đó là một ác mộng, tỉnh mộng liền bình thường. Bất kể là không phải là mộng, ngày hôm sau Đường Tỉnh còn là đỉnh 2h vành mắt tiếp tục tới cho hắn châm cứu. Vừa mới thi hoàng châm, quản gia liền đem ngao hảo dược bưng lên đưa cho Mộ Dung Thiên Thần, hắn nhìn sang Đường Tỉnh, vương gia yên tâm, đây chỉ là điều dưỡng dược, không có thuốc độc. Đường Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng giấu bất ở mấy phần hí ngược, là thuốc độc bản vương cũng vui vẻ chịu đựng. Nói xong lời này, chính hắn đô giật mình, thế nào cũng không nguyện tin lời này là từ chính mình trong miệng nói ra. Đường Tỉnh nghe thấy, đỏ ửng bò mãn song má có chút không có ý tứ, không đợi hắn uống xong dược bỏ lại một câu, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, liền chạy ra khỏi đi, phía sau Mộ Dung Thiên Thần còn chưa có kịp phản ứng bóng người đã không thấy. Kỳ thực, Cupid tình yêu chi tên sớm đã bắn vào hai người trái tim, chỉ là đương sự còn không tự biết mà thôi. Thời gian ngay Đường Tỉnh cấp Mộ Dung Thiên Thần giải độc trung lâu dài vượt qua, được rồi, Đường Tỉnh thu hồi ngân châm, vương gia độc giải. Mặc Thúc cao hứng hỏi, mấy ngày nay vương gia khí sắc càng ngày càng hơn hảo, làm sao dễ dàng như vậy, hắn này 20 mấy năm độc sao có thể mấy ngày liền giải hoàn. Đây là đương nàng là thần sao. Mấy ngày nay thân thể của ngươi cũng có chút ăn không tiêu, trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi. Vậy ngươi lúc nào lại đến giải độc? Mộ Dung Thiên Thần nghe thấy nàng nói nghỉ ngơi mấy ngày, trong lòng rất thất lạc, nhịn không được hỏi hắn đã thói quen mỗi ngày cùng nàng đãi cùng một chỗ, hưởng thụ nàng vì mình bận rộn, qua mấy ngày đi. Chờ nàng đem dược liệu làm cho đều là được rồi. Mấy ngày nay vẫn vội vàng cấp Mộ Dung Thiên Thần giải độc, cũng không kịp chính mình phòng khám bệnh. Tìm cái thời gian, Đường Tỉnh lại dẫn Xuân Ngọc ra, vừa ra phủ liền chạy thẳng tới Đồng Thiện Đường, Lâm Thúc, thế nào, có người đến nhận lời mời sao? Nàng nhượng Lâm Thúc phát ra bố cáo, Đồng Thiện Đường công việc quan trọng khai chọn đại phu, mỗi tháng tiền thuê thập 2 thành chiêu y thuật cao giả. Có, rất nhiều, ta cũng không biết nên chọn ai, sẽ chờ ngươi đến định đoạt đâu. Này tiểu tử thực sự là có bản lĩnh, hắn thế nào không ngờ như thế cái ý kiến hay đâu, nếu như sớm như vậy, Đồng Thiện Đường cũng không đến mức rơi cho tới hôm nay tình trạng này nha. Hảo, thông tri bọn họ hôm nay lại đến, ta muốn thi bọn họ, xem bọn hắn rốt cuộc có cái gì thực học. Chờ người đến đủ thời gian, Đồng Thiện Đường muốn vào hôm nay công khai chọn đại phu sự tình đã ở Vận Thành truyền bá ra, này dù sao cũng là lần đầu, cho nên mọi người đều đến xem náo nhiệt. Đường Tỉnh tế được khảo nghiệm mỗi người, này dù sao cũng là muốn làm cho xem bệnh, không chỉ y thuật tốt, nhân phẩm cũng muốn vượt qua thử thách, qua loa không được. Một phen chọn, Đường Tỉnh tuyển ra 5 tương đối hài lòng, được rồi, mấy vị đô đi qua khảo nghiệm của ta, bất quá các ngươi cuối muốn cho mọi người hỏa xem bệnh, cho nên đại gia hỏa tán thành các ngươi mới là quan trọng nhất. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Còn muốn đón thêm thi sao? Trong đám người trận nói nhỏ. Được rồi, mọi người đi theo ta. Đường Cẩn đem bọn họ mang đến Hiên Thành phồn hoa nhất phố, phân phó rừng già đáp mấy lều, hiện tại, mọi người thân thích bằng hữu ai có cái gì bệnh cũng có thể nhượng mấy vị này đại phu cấp nhìn, khai ra phương thuốc trực tiếp đi Đồng Thiện Đường bốc thuốc, tiền thuốc xu không thu. Vừa nghe, tiền thuốc xu không thu, thật là nhiều người dũng tiến lên đây, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đối diện trên lầu một nhã gian lý, mở rộng cửa sổ vừa lúc đối dưới võ đài, hai mặt hoa phục tuấn tú cao ngất người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, vẫn chú ý dưới cử động. Mộ Dung Thiên Thần nhìn dưới qua lại bận rộn Đường Tỉnh, mày kiếm nhẹ chọn, vương phi của hắn thật có năng lực, có thể nghĩ ra như thế mới là điểm quan trọng, ngày mai Đồng Thiện Đường nghĩ bất hồng cũng khó. Vốn tưởng rằng nàng cho mình kinh hỉ quá nhiều, không ngờ còn xa xa không đủ. Nhìn không ra này phủ thừa tướng đại tiểu thư còn có chút năng lực, chẳng trách thái tử sẽ đem nàng đưa đi ngươi trong phủ, ngươi tính toán lúc nào xử lý nàng. Mộ Dung Thiên Hiên cũng nhìn chằm chằm dưới, bất quá hắn cảm nhận được chỉ là tiềm ẩn uy hiếp. Nữ nhân này mở phòng khám bệnh cũng không ấn lẽ thường ra bài, làm cho người ta khó có thể chống đỡ. Xử lý nàng. Hắn bỏ được sao? Mộ Dung Thiên Thần ở trong lòng hỏi mình. Mấy ngày nay cùng nàng sớm chiều ở chung, Mộ Dung Thiên Thần nhận thức đến một không đồng dạng như vậy nàng, hắn nhận thức phủ thừa tướng đích tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng săn sóc, mọi chuyện vì hắn suy nghĩ, hắn rất hưởng thụ nàng vì mình bận rộn, vây quanh chính mình chuyển. Chờ một chút đi, hiện tại Lý Lâm Trúc thế chính vọng, còn không phải lúc động nàng. Mộ Dung Thiên Thần thuận miệng biên cái cờ hiệu. Vô ý thức lý, hắn không muốn bị người khác biết nàng ở cho mình giải độc, không muốn cùng người khác chia sẻ nàng cùng mình thân mật, cho dù là vẫn đối với hắn bảo vệ có thêm thân ca ca, hắn duy nhất sợ hãi chính là nàng cứu hắn chỉ là thái tử kế hoạch một phần. Mộ Dung Thiên Hiên gật gật đầu, thấy Mộ Dung Thiên Thần không muốn nói chuyện nhiều, chỉ là nhàn nhạt dặn mấy câu liền chuyển đi những lời khác đề, đối này đệ đệ, hắn nhất định yên tâm. Dưới lầu thi đấu hừng hực khí thế tiến hành, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải một ít nghi nan chứng bệnh, Đường Tỉnh hội cùng bọn họ cùng nhau giao lưu, tìm ra tốt nhất phương án trị liệu, một hồi chọn lựa tái lại cũng làm ra học thuật giao lưu hội vị đạo. Bên cạnh nói cảm ơn thanh, tiếng gọi ầm ĩ hối thành một mảnh, mắt thấy nhân càng ngày càng nhiều, Đường Tỉnh có chút chiêu không chịu nổi, nàng chỉ muốn thi mấy người này y thuật, xem nhẹ đến liền chẩn nhân số, đành phải ấn tới thời gian trước sau bài trừ tiền 50, nhìn xong liền kết thúc mặc dù miễn phí xem bệnh là một chuyện tốt, nhưng cũng không thể không dứt, còn muốn suy nghĩ một chút đồng thiện đường giá thành đâu. Bận đến chạng vạn thập phần, rốt cuộc xem xong rồi, bất quá Đường Tỉnh lại ở chọn người chọn thượng phạm vào khó, có 2 tài nghệ không bằng người tự động rời khỏi, còn có 3 đều là y thuật vượt qua thử thách, phẩm đức tốt đẹp đại phu, nàng thực sự chọn bất ra, nếu như đô lưu lại, cao như vậy tiền thuê, đồng thiện đường hiện tại cũng mướn bất khởi 3. Nhìn ra của nàng khó xử, một trong đó xuyên xanh đen sắc tố phục trẻ tuổi nhân nói, tiểu huynh đệ nếu như khó xử, tại hạ nguyện ý tự hạ tiền thuê, chỉ cầu ở lại đồng thiện đường. Bọn họ học y chủ yếu là vì cứu người, tiền thuê ngã vào thứ nhì, lão phu cũng nguyện ý. Cái kia râu bạc lão già cũng lên tiếng, vị tiểu huynh đệ này còn nhỏ tuổi thì có cao như thế y thuật, vừa thảo luận nhượng hắn ý do vị tẩn, ta cũng nguyện ý. Cuối cùng người kia cũng lên tiếng, hiển nhiên, bọn họ cũng rất thích vài người cùng nhau thảo luận bệnh tình cảm giác. Hảo, đã như vậy, kia như vậy, mỗi người tiền thuê 22, hiệu thuốc thu nhập cao lại cho mọi người khen thưởng. Vài người đô gật đầu, cảm thấy là một ý kiến hay, đối đại gia rất công bằng. Chương 7 Sơ gặp Cẩn Vương. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Chiêu Hoàng đại phu, Đường Tỉnh liền bắt đầu tay chọn mua dược liệu, còn muốn cấp Mộ Dung Thiên Thần tìm dược liệu, bận trời đen kịt, bình thường là thiên còn không lượng liền xuất phủ, trời tối mới hồi phủ. Mộ Dung Thiên Thần mấy lần đi tìm nàng cũng phát cái không, hắn phiền muộn nghĩ có phải hay không là nàng đem mình cấp đã quên, còn âm thầm cười nhạo thái tử thực sự là tìm cái không đáng tin nhãn tuyến đến giám thị chính mình. Bất quá, theo của nàng ám vệ Dịch Phong cùng hắn hội báo nàng vẫn ở bận phòng khám bệnh chuyện, căn bản không nhớ có thái tử người như vậy, hắn tâm lý cân bằng. Nếu như vương phi của hắn tuyển trạch bỏ gian tà theo chính nghĩa, hắn cũng không để ý vẫn thu lưu nàng ở trong phủ, Mộ Dung Thiên Thần đại phương nghĩ. Này thiên chạng vạn, Mộ Dung Thiên Thần từ bên ngoài hồi phủ, vừa mới đi tới cửa liền nhìn thấy một tiểu khất cái cũng muốn vào phủ. Cái kia tiểu khất cái đầy người bụi, gương mặt đen nhánh nhìn không ra nguyên lai da, rối bù, tay trái cầm một cái bánh bao ăn như hổ đói, tay phải còn mang theo một vải rách túi, đứng lại, vương phủ cũng là ngươi nói vào là vào sao. Ân. Nghe thấy thanh âm, Đường Tỉnh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Thiên Thần vẻ mặt ghét bỏ bưng mũi, trong lòng đào được nhiều như vậy trân quý dược liệu vui sướng đảo qua mà quan, hắn cư nhiên đô không biết mình, ngươi vừa muốn lên tiếng mắng hắn, Mặc Thúc chào đón cắt ngang nàng. Vương phi đã trở về, nói xong dùng tay áo mạt mồ hôi trán, may mắn tới kịp. Này hai người quan hệ mấy ngày nay vừa mới hơi tiến một bước, cũng không thể lại ra cái gì sai lầm. Vương phi. Mộ Dung Thiên Thần nhìn kỹ, nhưng bất chính là của hắn vương phi sao, mặc dù rối bù, thậm chí quần áo rách nát, nhưng cặp kia phượng con ngươi trong suốt như trước. Làm sao làm thành hình dạng này? Kia còn có chút tiểu thư khuê các bộ dáng. Bất quá hắn cũng không ở trước mặt nàng nói ra, mấy ngày này ở chung xuống, hắn phát hiện vương phi của hắn tính tình rất lớn, chọc giận nàng chịu tội còn là mình. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Đường Tỉnh trừng hắn, nếu không phải vì hắn, đại nóng thiên nàng mỗi ngày hướng núi sâu rừng già lý chạy. Mặc Thúc, đem này đó cho ta thu lại, ta một sẽ nói cho ngươi biết dùng như thế nào. Đem cái kia vải rách túi đệ cho Mặc Thúc, là muốn cho vương gia giải độc sao? Ân. Cố này hôm nay sao? Mệt mỏi một ngày, nàng tổng muốn nghỉ ngơi một chút đi, Mộ Dung Thiên Thần khó có được săn sóc vì nàng nghĩ. Đối. Đường Tỉnh không vui đáp, nàng cũng không lòng dạ thảnh thơi cùng hắn ở đây như thế buồn chán đối thoại, nhanh đi về tắm rửa, đổi thân quần áo, cảm giác này, liền cùng mới ra hoàn nhiệm vụ trở lại bộ đội như nhau, hảo hoài niệm a. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này thân thể thái suy yếu, đi không được mấy bước liền thở hồng hộc. Xem ra, nàng nên đem rèn luyện thân thể đề thượng nhật trình. Buổi tối cùng nhau dùng bữa. Vừa muốn trở về phòng, Mộ Dung Thiên Thần liền ném xuống một viên bom. Cùng nhau dùng bữa. Nàng không nghe lầm chứ, tuy nói mấy ngày này hai người quan hệ tiến một bước, không hề như vậy đối địch, nhưng cũng không tới có thể cùng nhau ăn cơm tình hình đi, không đợi Đường Tỉnh lấy lại tinh thần, Mộ Dung Thiên Thần đã đi xa. Được rồi, không phải ăn bữa cơm sao, Đường Tỉnh không sao cả nhún nhún vai tiêu sái trở về phòng. Trở về phòng hậu nàng thoải mái tắm rửa, tinh thần sảng khoái đi ăn cơm. Tới đó lúc, Mộ Dung Thiên Thần đã ngồi ở chỗ kia chờ nàng. Đường Tỉnh đạp hoàng hôn đi tới, mặt trời chiều ánh sáng nhu hòa nhuộm đẫm ở nàng ngưng quỳnh tuyết da thượng, phảng phất có một tầng quần sáng đang nhảy nhảy, Mộ Dung Thiên Thần ngây dại, thẳng đến Đường Tỉnh đi tới trước mặt hắn cho hắn hành lễ mới lấy lại tinh thần. Khụ khụ, miễn lễ, ngồi đi, nhìn kỹ một chút, Mộ Dung Thiên Thần bên tai cư nhiên bị lây nhàn nhạt đỏ ửng, bất quá đói hôn Đường Tỉnh không có chú ý tới, nàng vào cửa nhìn thấy đầy bàn mỹ vị hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như đói bụng mấy ngày xài lang nhìn thấy con mồi, kia còn lo lắng Mộ Dung Thiên Thần, không đợi hắn mở miệng, giơ lên chiếc đũa xoa khởi một thịt viên ăn như hổ đói, ăn ngon thật. Đói bụng một ngày rốt cuộc ăn được hảo ăn cơm, trong núi quả dại tử quá khó ăn, vừa khổ lại chát, sau này không bao giờ nữa muốn ăn. Mộ Dung Thiên Thần hơi quay mặt đi, với nàng ăn tương. Không đành lòng nhìn thẳng, Vương Phi bình thường cũng như thế ăn cơm sao? Mộ Dung Thiên Thần nhịn không được hỏi Xuân Ngọc, Vương Phi bình thường ăn cơm hội ưu nhã một điểm, hứa là hôm nay thái đói bụng không? So với hiện đang dùng cơm chậm hẳn là xem như là ưu nhã đi, Xuân Ngọc an ủi mình, cho dù có ý cho nàng gia Vương Phi biện giải, bất đắc dĩ nhà nàng Vương Phi không cho lực nha rất nhanh Đường Tỉnh ăn no, lại nghĩ tới của nàng chiến hữu, trước đây mỗi lần đảm nhiệm vụ trở về đại gia cùng nhau vọt vào căng tin cướp đông tây ăn, liền cùng quỷ vào thôn càng quét tựa như, thật tốt a. Xung quanh an tĩnh như vậy, Đường Tỉnh nhìn Mộ Dung Thiên Thần giật mình nhìn nàng, ngươi thế nào không ăn đâu? Bản Vương đã ăn no. Là nhìn no rồi, Vương Phi của hắn ăn cơm thái thẳng thắn. Mặc Thúc, một hồi ta cho ngươi phương thuốc, bên trong có mấy vị dược ta đã chuẩn bị xong, ở ta cầm lại trong gói to, ngươi trực tiếp mang tới dùng là được rồi, trong gói to có mấy vị mới mẻ dược liệu, tẩy sạch hậu đơn độc tiên cho Vương gia uống. Nga, còn có, ta thải những thứ ấy mới mẻ dược liệu muốn thả đang làm táo địa phương, đừng cho Thái Dương phơi đến. Ăn uống no đủ hậu, Đường Tỉnh công đạo cẩn thận công đạo Mặc Thúc muốn làm chuyện, ở vẫn ở bên cạnh yên lặng nghe. Mộ Dung Thiên Thần nhíu mày, thế nào tự mình đi hái thuốc, nhượng Mặc Thúc đi tiệm thuốc mua cũng không phải là dễ dàng hơn. Đường Tỉnh không nói gì đảo cặp mắt trắng giả, như thế dễ hiểu đạo lý nàng hội không hiểu sao. Này kỹ vị thuốc phơi kiền sẽ có độc, trong thân thể ngươi độc hiện tại đã bị làm rối loạn, ở thêm vài loại độc ngươi hội rất thống khổ. Ăn no Đường Tỉnh tâm tình thật tốt, ngay cả trong giọng nói cũng vi hàm mấy phần mình cũng chưa phát hiện dịu dàng. Kia Vương Phi cũng không cần tự mình đi mua thuốc, sau này việc này giao cho chúng ta này đó hạ nhân thì tốt rồi. Mặc Thúc nghe thấy lời của nàng vội vàng nói. Mấy vị này vị thuốc rất hiếm lạ, có rất ít nhân mua, nếu là ngươi theo bên ngoài tiệm thuốc mua, hữu tâm nhân sau khi nghe ngóng cũng biết là ngươi gia Vương gia đang mở độc. Mà nàng mua liền không giống nhau, nàng theo dược liệu thương chỗ đó trực tiếp mua cũng sẽ không có người hoài nghi. Vẫn ở bên cạnh yên lặng nghe Mộ Dung Thiên Thần ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn nàng, hắn vẫn luôn giấu giếm mình ở giải độc tin tức, sợ hữu tâm nhân biết hội tâm hoài bất quỷ, lại hạ độc thủ, không ngờ nàng cư nhiên cũng có thể nghĩ đến ở đây. Nghĩ khởi mấy ngày này ám vệ báo cáo nói Vương Phi của hắn mỗi ngày hướng trong núi chạy, nguyên lai là cho mình đi tìm thuốc giải, ngẫm lại mấy ngày này Thanh Tâm Uyển cả đêm sáng ánh đèn, Vương Phi của nàng yên lặng vì mình làm nhiều như vậy, một tia dòng nước ấm theo nội tâm chậm rãi chảy qua, tư nhuận buồn tim của hắn, xông đi trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ, thử hỏi một yên lặng vì mình làm nhiều người như vậy sao có thể thương tổn tới mình, mặc dù nàng là thái tử nhân, nhưng hắn còn thì nguyện ý thử đi tin nàng. Không ngờ Đường Tỉnh cho rằng là chuyện phải làm sự tình, lại còn sẽ làm Mộ Dung Thiên Thần với nàng có lớn như vậy đổi mới. Bất quá Đường Tỉnh đối này tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Đồng Thiện Đường hiện tại đã đi vào quỹ đạo, mỗi ngày đi nhìn bệnh nhân nối liền không dứt, thu nhập rất có khởi sắc. Nàng bắt đầu xem xét cái khác phát tài phương pháp. Này thiên chạng vạn hết bận phòng khám bệnh sự tình, Đường Tỉnh đi qua rộn ràng nhốn nháo phố, tính toán đi qua ngõ nhỏ hồi vương phủ. Một luồng như có như không tiếng tiêu truyền đến, Du Dương Trung mang theo vài phần tịch mịch, tượng một luồng thanh phong đánh tới, nhẹ nhẹ khấu nhập trái tim. Đường Tỉnh không khỏi theo tiếng tiêu triều ngõ nhỏ ở chỗ sâu trong đi đến. Đi qua ngõ nhỏ, một mảnh xanh rừng trúc đập vào mi mắt, một đạo cao ngất thân ảnh thấp thoáng ở trong rừng trúc phong tình thổi tiêu, gió nhẹ suy phất, lá trúc sàn sạc, có loại nói bất ra tịch liêu. Đường Tỉnh không khỏi tâm sinh mấy phần thương tiếc, vừa mới muốn tiến lên, ai? Mộ Dung Thiên Cẩn quay đầu lại, công tử đừng kích động, ta chỉ là nghe thấy tiếng tiêu, theo tiếng tiêu đi tới, không có ác ý. Cảm nhận được đằng đằng sát khí, Đường Tỉnh vội vàng giải thích, nga. Tiểu huynh đệ kia cho là ta thổi trúng như thế nào đây? Công tử tài nghệ hơn người, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, bất quá thứ cho tại hạ nói thẳng, tiếng tiêu lý dường như còn có mấy phần tịch mịch, công tử thế nhưng ở tưởng niệm người nào? Đường Tỉnh ăn ngay nói thật. Tưởng niệm. Nghe nói như thế, Mộ Dung Thiên Cẩn nhíu mày, quan sát người tới, một thân xanh đen tố bào, bên hông bó cùng màu đai ngọc, không có đeo bất luận cái gì vật phẩm trang sức, thoạt nhìn tựa như bình thường phú quý nhân gia công tử ca, thân là hoàng tử, hắn hạng người gì chưa từng thấy, mặc dù mặt đơn giản, nhưng không che giấu được quanh thân nhàn nhạt bao phủ hào hoa phú quý khí chất, không biết tại hạ nói là phủ chính xác. Tiểu huynh đệ từ đâu biết? Ánh mắt xa xưa, hắn cho là hắn che giấu rất tốt, này thủ từ khúc nhu hòa bằng phẳng, dường như du bá răng, tri âm tri kỷ, trung trầm ngâm, nhu tình như nước, nói ra nữ nhi gia uyển chuyển tiếng lòng. Công tử ở có chút địa phương lại hơi có vẻ trầm thấp vội vàng, chẳng lẽ là ở tưởng niệm âu yếm cô nương? Đường Tỉnh nhìn hắn chìm xuống mắt mặt, trêu ghẹo nói. Ha hả, tiểu huynh đệ dễ nghe lực, tại hạ bội phục. Mộ Dung Thiên Cẩn lược vừa chắp tay, thế gian nhân chỉ nói Mộ Dung Thiên Cẩn tiếng tiêu tối có thể đánh động lòng người, lại chưa từng có nhân nghe ra hắn tiếng tiêu trung tịch liêu, chỉ có hắn đọc lên tiếng lòng của mình, đối người trước mắt sinh ra không khỏi đến hảo cảm. Tại hạ Lý Thiên Cẩn, không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Tại hạ Đường Tỉnh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Học Mộ Dung Thiên Cẩn bộ dáng, Đường Tỉnh cũng chắp tay, hai người đô dường như tìm được tri kỷ bàn, tiếc rằng biết nhau chậm quá, hai người vui sướng trò chuyện khởi đến. Tiểu huynh đệ còn chưa có ăn cơm đi, không như cùng nhau ăn một bữa cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mộ Dung Thiên Cẩn thấy sắc trời chuyển trễ, đề nghị đến, tốt. Đường Tỉnh cũng cảm thấy cùng hắn trò chuyện được ý do vị tẩn, nói xong, Mộ Dung Thiên Cẩn dẫn Đường Tỉnh đi qua rừng trúc, thất quải bát quải đi tới một nhà tử lâu phía trước, Thải Vận Hiên, tên rất hay. Đường Tỉnh ca ngợi, Mộ Dung Thiên Cẩn chỉ là cười gật gật đầu, xin mời, vừa đi vào đi, trưởng quầy liền chào đón, thiếu, chuẩn bị một gian tốt nhất nhã gian, lại chuẩn bị mấy thứ đặc sắc thái đưa lên đi. Mộ Dung Thiên Cẩn cắt ngang trưởng quầy lời, phân phó, hai vị bên này thỉnh. Tự mình đem bọn họ lưỡng mang vào gian phòng, mới vừa vào gian phòng đã nghe đến nhàn nhạt mùi thơm, đơn giản bày biện lộ ra mấy phần phong cách cổ xưa đại phương, là một tụ hội lịch sự tao nhã địa phương. Thái rất nhanh bưng lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không ngờ hai người trừ âm nhạc còn có rất nhiều cộng đồng ham. Đương nghe nói tử lâu này là Mộ Dung Thiên Cẩn sản nghiệp hậu, Đường Tỉnh hai mắt phóng tinh quang, thực sự nhìn không ra như thế một tao nhã nhân sẽ có buôn bán ý nghĩ, thực không dám giấu giếm, kỳ thực ta cũng muốn khai một nhà tử lâu, chỉ là không biết thế nào kinh doanh, chỉ sợ sẽ lỗ vốn. Mộ Dung Thiên Cẩn nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, như vậy đi, nếu như tiểu huynh đệ tin được ta, ta có thể cùng tiểu huynh đệ hợp khai một nhà tử lâu, ngươi ra ngân lượng, ta xuất lực, thế nào? Thật vậy chăng? Đường Tỉnh đương nhiên cầu còn không được, vốn chỉ là muốn mời hắn truyền thụ một ít mở cửa tiệm kinh nghiệm, bất quá. Chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt, Lý huynh sao có thể như vậy tín nhiệm ta? Đường Tỉnh có chút không hiểu. Ha hả, có chút nhân quen biết một đời lại tương hỗ nghi kỵ, có chút nhân cho dù nhận thức cũng nhưng hiểu nhau tin. Ta cùng với tiểu huynh đệ vừa gặp đã thân, cũng coi như hữu duyên đi. Hảo, vậy chúng ta nói định rồi, ngươi trước tìm cách một chút khoảng chừng cần bao nhiêu ngân lượng, ta hảo chuẩn bị. Đã hắn đô nói như vậy, Đường Tỉnh cũng không lại nhăn nhó, đại phương nhận lời xuống. Tiếp được đến, hai người lại thảo luận cụ thể chi tiết, Đường Tỉnh đại thể đem ý nghĩ của mình nói cho Mộ Dung Thiên Cẩn, làm sao vậy, có phải là của ta hay không ý nghĩ thái kỳ quái, ta cũng biết những ý nghĩ này không quá hiện thực. Đường Tỉnh nhìn hắn khó xử, có chút ngượng ngùng, đây đều là mấy ngày nay nàng nhàn lúc ấn hiện tại tửu điếm ý nghĩ suy nghĩ, cũng không có suy nghĩ cổ đại điều kiện. Bất, rất tốt, suy nghĩ của ngươi rất tốt. Đứng ở một thương nhân góc độ, những ý nghĩ này mới mẻ độc đáo, làm hắn phi thường giật mình, mặc dù có chút rất khó thực hiện, thế nhưng ta sẽ tận lực thử. Hảo, cảm ơn, nếu như có thể hay không cho ta lưu một gian phòng gian, ta nghĩ chính mình bố trí một chút. Dựa theo mình thích phong cách, đem ở đây chế tạo thành chính mình tiểu oa, giảm bớt chính mình nhớ nhà nỗi khổ, đằng sau này xuất phủ cũng có cái chỗ an thân. Đương nhiên có thể. Mộ Dung Thiên Cẩn thống khoái đáp ứng, hắn sảng khoái nhượng Đường Tỉnh với hắn hảo cảm lại tăng mấy phần, nàng thật tình giao hắn người bạn này. Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta liền cùng ngươi đi tìm cửa hàng, thế nào? Hảo, ngày mai tất nhiên là ta ở chỗ này chờ ngươi. Hai người ước định hậu, Đường Tỉnh cảm thấy mỹ mãn hồi phủ. Chương 8. Khổ nhục kế. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Trở về phòng hậu, liền nhìn thấy Xuân Ngọc ở trong phòng lo lắng đi qua đi lại. Xuân Ngọc, này là thế nào lạp? Trong ngươi này phúc bộ dáng. Vương Phi, ngươi nhân tính đã trở về, ta đều nhanh vội muốn chết. Xuân Ngọc ở Đường Tỉnh vô số lần cãi chính hạ, rốt cuộc đổi giọng, không lên tiếng nữa ngậm miệng nô tỳ, gấp cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể chạy, ngươi xem, ta đây không phải là đã trở về. Nói xong, còn đang Xuân Ngọc trước mặt xoay tròn một vòng, đắc ý giàu dạt. Vương Phi hiện tại đã lấy chồng, phàm là muốn lấy vương gia làm trọng, thế nào còn có thể như vậy tùy hứng. Ơ kìa, được rồi, Xuân Ngọc, đừng nửa dông dài, đều nhanh thành mụ già. Cẩn thận tiếp qua mấy năm liền vẽ mặt nếp nhăn, nhưng liền không ai thèm lấy. Đường Tỉnh cười trêu ghẹo Xuân Ngọc. Ơ kìa, Vương Phi. Xuân Ngọc mắt cỡ thẳng dậm chân, Vương Phi hiện tại động một chút là lấy nàng nói đùa, nàng rất ngượng ngùng được không? Ta mặc kệ, sau này Vương Phi ra cũng muốn mang theo ta. Xuân Ngọc thực sự không yên lòng, hảo, Xuân Ngọc nói cái gì thì là cái đấy. Được rồi, nhanh đi cho ta chuẩn bị nước tắm đi. Nói xong, thân cái lười eo, thẳng tắp hướng phía giường lớn đảo đi, Xuân Ngọc nhìn nhà nàng Vương Phi này phúc bộ dáng, lắc đầu đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Đường Tỉnh mang theo Xuân Ngọc đi đến cuộc hẹn, Xuân Ngọc nhìn thấy Mộ Dung Thiên Cẩn, tựa như nhìn thấy người ngoài hành tinh như nhau, mắt trợn thật lớn, tiểu thư nhà nàng lá gan càng lúc càng lớn, Vương Phi, Xuân Ngọc cẩn thận duệ Đường Tỉnh vạt áo, ân. Đường Tỉnh bất mãn nhìn nàng, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Nói xong cũng đuổi theo Mộ Dung Thiên Cẩn, chỉ để lại Xuân Ngọc lăng đứng ở nơi đó, nếu để cho vương gia biết nhà nàng Vương Phi cùng một người nam nhân ở trên đường cái cười nói, kia nhưng còn gì nữa, không được, nàng nhất định phải xem thật kỹ nhà nàng Vương Phi, nghĩ vội vàng đuổi theo Đường Tỉnh. Đường Tỉnh cùng Mộ Dung Thiên Cẩn cùng nhau nhìn mấy nhà cửa hàng, nghe Mộ Dung Thiên Cẩn cho nàng nói mỗi đoạn đường cửa hàng ưu khuyết, thế nào, ngươi tương đối vừa ý nhà ai? Nhìn Đường Tỉnh con ngươi trung trúc xuống bội phục, Mộ Dung Thiên Cẩn buồn cười hỏi, ân, Đường Tỉnh khó xử gãi đầu, cầu cứu bàn nhìn phía Mộ Dung Thiên Cẩn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đối này dốt đặc cán mai, còn là ngươi quyết định đi. Đường Tỉnh vẽ mặt xoắn xuýt bộ dáng vui mừng hắn, vậy vừa nhà kia đi, này đoạn đường đi lại nhân nhiều hơn, tiền thuê cũng rất hợp lý. Chọn xong cửa hàng hậu, hai người sóng vai ở trên đường cái đi dạo khởi đến, tới nhiều ngày như vậy. Nàng còn chưa khỏe hảo đi dạo quá ở đây, thấy cái gì đô mới lạ, cho dù là một bình thường mặt nạ, nàng cũng muốn mang lên nhìn thấy mỹ vị ăn vặt cũng cần phải nếm thử, cảm thấy ăn ngon còn có thể nhượng Mộ Dung Thiên Cẩn nếm thử, bị Đường Tỉnh vui mừng khí tức bị nhiễm, Mộ Dung Thiên Kỳ cũng dần dần buông ra, cùng Đường Tỉnh náo thành một đoàn. Xuân Ngọc ở phía sau nhìn hai người bọn họ thân mật như vậy, trong lòng vừa vội vừa tức, thế nhưng không hề biện pháp, không chỉ Xuân Ngọc sốt ruột, vẫn theo Đường Tỉnh Dịch Phong càng lo lắng, ai nấy đều thấy được nhà hắn vương gia đã đối Vương Phi quan tâm, này nửa đường giết ra cái tứ vương gia, không phải quấy rối sao? cũng không kịp Đường Tỉnh, cấp cấp chạy về vương phủ, hắn muốn vội vàng hướng nhà hắn vương gia báo cáo tin tức này. Trong thư phòng, ngươi nói thế nhưng lời nói thật. Mộ Dung Thiên Thần đè xuống trong lòng phẫn nộ, yên ổn hỏi, những câu là thật. Trừ vì không cho vương gia với hắn thực thi trả đũa, hơi giảm đi một phần nhỏ, hảo. 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 Mộ Dung Thiên Thần liên thở dài mấy hảo, vương gia. Dịch Phong lên tiếng hỏi, vương gia sao có thể cảm thấy hảo đâu. Ngươi đi xuống trước đi. Mộ Dung Thiên Thần phất tay một cái phân phó Dịch Phong lui ra. Theo Dịch Phong lui ra, Mộ Dung Thiên Thần khắc chế lý trí cũng đã biến mất. Ba. Vung tay lên, đem trên bàn sách vật sở hữu quét xuống đất, hơi lộ ra ở tay áo ngoại hai tay nắm chặt, nổi gân xanh, sơ ly đáy mắt ám trầm dũng động, vương phi của hắn tại sao có thể như vậy? Nàng như thế tận tâm tận lực cứu nàng, hắn cho rằng nàng là để ý hắn, nhưng quay người lại nàng liền cùng tứ ca dây dưa không rõ. Không được. Ở trêu chọc hắn sau, nàng còn muốn toàn thân trở ra, đâu có như thế mỹ chuyện trong đầu hiện lên mấy ngày nay cùng nàng cùng một chỗ từng chút, nàng mang cho hắn kinh hỉ, cảm động cùng đặc sắc, ở hắn chết thủy bàn trong cuộc sống nổi lên nhẹ nhẹ rung động. Lúc này, Mộ Dung Thiên Thần thậm chí hy vọng chính mình độc không muốn giải, nếu như mình độc giải, nàng có phải hay không liền phải ly khai sau đó cùng tứ ca song túc song tê. Bất, không thể để cho nàng ly khai. Tựa như một trong bóng đêm bồi hồi đã lâu nhân nhìn thấy một tia sáng, đây là hắn tất cả hy vọng, hắn tại sao có thể cam tâm cứ như vậy phóng nàng ly khai. Quản gia, đi tìm một lọ thiên lý say. Thiên lý say, có chút tên dễ nghe, lại là thế gian ít có thuốc độc, dùng hậu sẽ không cần mạng người, lại sẽ làm trúng độc giả thống khổ không chịu nổi. Vương gia, ngài phải cái này làm gì? Vừa nghe thấy trong thư phòng truyền ra tiếng vang, hiện tại vương gia lại muốn thuốc độc, sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Mặc Thúc lo lắng hỏi. Cho ngươi đi tìm ngươi liền đi, kia nhiều như vậy lời vô ích. Mộ Dung Thiên Thần không kiên nhẫn trống hắn, là Lạc quản gia lập tức đi tìm tới cho hắn, càng là loại này thời gian việc không thể nhẫn nhịn vương gia sinh khí. Đường Tỉnh ăn uống no đủ mang theo Xuân Ngọc cao hứng bừng bừng hồi vương phủ, vương phi, ngươi xem đây không phải là dịch hộ vệ sao. Nhưng không phải sao, Dịch Thiên trước mặt chạy tới, dịch hộ vệ, gấp gáp như vậy đi làm gì a? À? Đường Tỉnh ngăn lại hắn. Vương phi, ngươi nhưng tính đã trở về, mau. Mau theo ta hồi phủ, vương gia, vương gia. Dịch Thiên thở hồng hộc, vương gia hắn thế nào lạp? Nghe thấy là Mộ Dung Thiên Thần đã xảy ra chuyện, Đường Tỉnh trong lòng mảnh nhéo khởi đến, vương gia hắn, hắn. Ơ kìa, về trước phủ đi. Thấy hắn cũng nói không rõ ràng, Đường Tỉnh lôi hắn vội vàng hồi phủ. Chạy tới Mộ Dung Thiên Thần gian phòng hậu, sắc mặt hắn xanh tím, môi trở nên trắng, thống khổ nằm ở trên giường, Đường Tỉnh tiến lên cho hắn bắt mạch, hoàn hảo, sẽ không cần mạng của hắn, nhưng này thống khổ cũng đủ hắn nhận được, phân phó quản gia đi sắc thuốc, nhìn thân thể hắn vì thống khổ cực lực cuộn mình, Đường Tỉnh tâm nhịn không được co rút đau đớn, thượng thiên với hắn như vậy không công bằng, từ nhỏ mất đi mẫu phi, lại thâm sâu trung kịch độc. Nhẹ nhàng nâng khởi tay, không tự chủ được mà đem ôm Mộ Dung Thiên Thần ôm vào trong ngực, mềm mại đáng yêu tiếng nói không nề kỳ phiền an ủi hắn, cổ vũ hắn hai người tâm, trong nháy mắt này, dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ. Trấn an Mộ Dung Thiên Thần uống xong dược, Mặc Thúc, nói đi, chuyện gì xảy ra? Đường Tỉnh mặt nhiễm vẻ giận, nóng ruột sẽ bị loạn, bình phục tâm tình hậu, Đường Tỉnh càng phát ra cảm thấy cổ quái, có ai cho người khác hạ độc hội hạ như vậy bình thường độc. Vương phi minh xét. Mặc Thúc ùng quỳ xuống đất, đem chân tướng tỉ mỉ nói cho nàng nghe. Nghe xong, Đường Tỉnh trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển, nghĩ tới loại khả năng, không ngờ lại là vì lưu lại chính mình khổ nhục kế. Yên tĩnh được canh giữ ở bên giường hắn, nhìn chằm chằm hắn tuấn tú khuôn mặt xuất thần, cho đến hắn lâu dài mở mắt ra, ngươi đã tỉnh, có còn hay không chỗ nào không thoải mái? Đường Tỉnh lo lắng hỏi, rất sợ lưu lại độc còn có ảnh hưởng, vô sự, vừa thanh tỉnh, Mộ Dung Thiên Thần tiếng nói lược hàm mấy phần mất tiếng. Thật tốt, hắn liền biết, chỉ cần mình không thoải mái tỉnh lại liền sẽ thấy nàng canh giữ ở chính mình bên cạnh, mông lung nhớ kỹ vừa nàng không nề kỳ phiền an ủi hắn. Nếu để cho hắn nặng chọn một lần, cho dù còn là thống khổ, hắn cũng còn là phải làm như vậy. Thế nào ngốc như thế? Tại sao có thể vì nàng như vậy thương tổn tới mình, Nếu như không phải quản gia trộn lén đổi dược, hắn bây giờ còn có mệnh nằm ở đây sao? Tại sao là tứ ca? Thanh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tứ ca mọi thứ xuất chúng, đãi nhân tao nhã, như vậy một đích tiên nhi bàn nhân vật, sao có thể bất làm cho lòng người động, cùng tứ ca so sánh với, hắn không có bất kỳ ưu thế nào. Ta không biết hắn là ngươi tứ ca, nếu như biết ngươi sẽ có lớn như thế phản ứng, ta sẽ không cùng hắn đi lại. Đường Tỉnh thở dài, nàng thực sự không biết hắn là vương gia, nếu như biết, chỉ sợ trốn cũng không kịp, nàng chỉ muốn ở chỗ này làm đơn giản người thường. Thật vậy chăng? Ta mất hứng ngươi liền không thấy tứ ca. Nghe lời của nàng, Mộ Dung Thiên Thần trong lòng dâng lên thật lớn vui sướng, trên mặt tái nhợt cũng treo đầy vui sướng, ngươi là để ý ta, có phải hay không? Để ý, đích xác, mấy ngày này xuống, nàng thừa nhận nàng với hắn có vài phần đặc thù cảm giác, đặc biệt hôm nay, nàng nghe nói này tất cả, tâm đô mềm thành một hoàng thanh tuyền. Bình tĩnh mà xem xét, làm một người địch nhân phái qua đây nhãn tuyến, hắn đãi mình là không tệ. Lan Nhi, Mộ Dung Thiên Thần giãy dụ ngồi dậy, ôm thật chặt Đường Tỉnh, Lan Nhi, ta có thể đẳng, có thể chờ ngươi yêu ta, thế nhưng ta không thể chịu đựng không đợi đến trước ngươi, ngươi liền đem tâm cho người khác. Ta. Mộ Dung Thiên Thần nồng đậm âm mũi, đè nén vô hạn thống khổ, ngươi không thể thể hội hôm nay. Ta hôm nay nghe nói ngươi cùng tứ ca. Hai phó thân thể như vậy tới sát, Đường Tỉnh quanh thân bao quanh hơi thở của hắn, mặc dù cách tầng tầng quần áo cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tim đập đụng lồng ngực lực lượng, trầm ổn kiên định, là nàng 20 mấy năm qua chưa bao giờ thể hội quá được cảm giác. Được rồi, Đường Tỉnh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, vọng tiếng Mộ Dung Thiên Thần trong mắt, như một uông thanh tuyền bàn trong suốt vô ba, rõ ràng chiếu nàng thanh đạm mặt mày. Như vậy hắn, cho dù ai cũng không thể cự tuyệt đi, ta sau này không hề đi gặp tứ vương gia, ngươi. Ngươi mau nghỉ ngơi thật tốt đi, sau này không muốn lại làm loại này việc ngốc. Hầu hạ Mộ Dung Thiên Thần nằm xuống, vừa muốn đứng dậy, cổ tay áo bị chăm chú kéo lấy. Đường Tỉnh xoay người, ngươi cũng ở nơi đây bồi ta nghỉ ngơi. Mộ Dung Thiên Thần khất cầu ánh mắt làm cho nàng không đành lòng cự tuyệt, khó xử đứng ở nơi đó, ngươi yên tâm, ta sẽ không sằng bậy. Của nàng này phúc bộ dáng nhượng hắn có chút ít thương tâm, bất quá nàng không có cự tuyệt hắn, đã là vạn hạnh, chỉ cần vẫn nàng bồi ở bên cạnh hắn, hắn có lòng tin, một ngày nào đó, hắn sẽ ở trong lòng nàng mọc rễ nảy mầm. Hảo, khi ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đã tính toán tiếp thu hắn, vậy từ giờ trở đi đi. Ngày hôm sau, Đường Tỉnh rất sớm liền tỉnh, mấy năm quân lữ cuộc đời làm cho nàng dưỡng thành dậy sớm thói quen, thoải mái đưa ra hai tay, tính toán nhảy lên. Tả tay sờ đến một đoàn mềm mại gì đó, lại quy lại có co giãn, nàng nhịn không được nhiều sờ soạn mấy cái, thật thoải mái a. Vương Phi sáng sớm liền ăn bản vương đậu hũ, nhượng bản vương làm sao mà chịu nổi đâu. Bên tai truyền đến tiếng chế nhạo, dẫn theo mấy phần trêu đùa. Tối hôm qua ký ức xông lên đầu, nàng thế nào đã quên đây là ở phòng của hắn. Đường Tỉnh mắt cỡ vẻ mặt đỏ bừng, không biết phải làm sao. Nàng ngượng ngùng bộ dáng rơi vào Mộ Dung trong mắt Thiên Thần, phấn trang điểm chưa thi liền đã ái mộ, trong mắt như nước, tế tế mày liễu cong hướng hai bên, cong kiều nồng đậm lông mi bởi vì xấu hổ mà tùy mi mắt cùng nhau run rẩy, thực sự là có khác phong tình. Ngươi mau dậy đi. Đường Tỉnh đẩy hắn lại đợi ở chỗ này, nàng cũng muốn mắc cỡ chết được, không muốn, khởi tới cũng không có chuyện, không như cứ nằm như thế nhượng Vương Phi ăn đậu hũ được rồi. Ngươi. Nhắc tới vừa sự, Đường Tỉnh khó có thể phản bác, càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ngươi bất khởi ta khởi. Nổi giận đùng đùng xuống giường, một vừa hai phải, Mộ Dung Thiên Thần cũng không nói cái gì nữa, chỉ là chậm rì rì ngồi dậy, ưu nhã dưới đất sàn mặc quần áo, chút nào nhìn không ra vừa đùa giỡn Đường Tỉnh bỉ bỉ nhà giàu công tử ca chính là hắn, mặt người dạ thú. Đường Tỉnh ở trong lòng thầm mắng hắn. Vương Phi hôm nay có tính toán gì không? Ngươi muốn làm gì? Đường Tỉnh trừng mắt, phòng bị nhìn hắn, hôm nay khí trời tốt như vậy, không như chúng ta ra đi một chút. Hắn đô cùng tứ ca cùng đi ra ngoài đi dạo phố, cũng còn không cùng mình ra quá đâu. Hảo! Không cho nàng thấy tứ vương gia, nàng cũng không có chuyện gì, không như ra dạo dạo. Mặc dù kiếp trước không có nói qua luyến ái, Đường Tỉnh cũng minh bạch tượng bọn họ như vậy, cảm tình cũng là phải từ từ bồi dưỡng. Chương 9. Mới gặp gỡ Thái tử. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Xe ngựa chạy ra vương phủ, trực tiếp chạy hướng một nhà tiệm may. Xuống xe lúc, Mộ Dung Thiên Thần thân sĩ đỡ Đường Tỉnh xuống xe, Đường Tỉnh chau chau mày, hắn rốt cuộc có bao nhiêu mặt. Lãnh khốc lúc tựa như một tòa băng sơn, quanh thân tản ra sinh ra chớ gần xa cách khí tức, dịu dàng lúc đãi nhân lại mọi chuyện dịu dàng săn sóc, làm cho người ta như một gió xuân. Tâm, hình như bắt đầu luân hãm. Ngẩng đầu nhìn xem chiêu bài, Đường Tỉnh nghi hoặc hỏi. Chúng ta tới đây lý làm gì? Tới nơi này đương nhiên là mua quần áo, ngươi không phải ghét bỏ ngươi quần áo tục khí sao, kia hôm nay lại chọn vài món hợp ý. Mặc dù khó hiểu một người phẩm vị cùng tính tình sao có thể trước sau chênh lệch lớn như vậy, bất quá hiển nhiên hắn còn là thích nàng loại này thay đổi. Ngươi đô nhớ. Đường Tỉnh hơi có chút cảm động, đã qua đã lâu. Mộ Dung Thiên Thần cười gật gật đầu, đại khái chính là theo khi đó cũng đã bắt đầu ở ý nàng đi. Mới vừa vào đi Đường Tỉnh liền bị nhất kiện kiểu nam áo choàng hấp dẫn quá khứ, băng lam sắc áo dài, vạt áo cổ tay áo đô tương chỉ bạc biên đằng vân tường văn, bên hông là một màu xanh khoan biên gấm mang, vải vóc sờ lên mềm mại thoải mái. Chưởng quầy, ngươi cái này quần áo bày ở đây, muốn bán không? Chưởng quầy xem bọn hắn mặc hoa phục, ăn nói bất phàm, minh bạch là phú quý nhân gia, liền bước lên phía trước. Bán, cái này quần áo rất xứng đôi ngươi, có muốn thử một chút hay không? Quay đầu lại chờ đợi nhìn phía Mộ Dung Thiên Thần, hảo. Mộ Dung Thiên Thần mỉm cười gật đầu, chỉ cần là nàng xem hảo hắn đô nguyện ý thử. Thừa dịp Mộ Dung Thiên Thần thử y phục, Đường Tỉnh buồn chán gian cũng thuận tay tuyển kỹ phê vừa ý chất vải, tính toán nhượng Mộ Dung Thiên Thần ra lúc giúp nàng tham mưu, chưởng quầy, đem lần trước ta xem hảo kia kỹ phê chất vải lấy ra. Không thấy người này, trước nghe kỳ thanh thúy ngạo mạn thanh âm, Đường Tỉnh nhàn nhạt liếc luôn nhân. Đi ở phía trước nam tử vóc người cao to, góc cạnh rõ ràng hình dáng mày kiếm anh tuấn, trong mắt dài nhỏ ẩn chứa mấy phần tàn nhẫn, lãnh ngạo mà lại cả vú lấp miệng em. Đi theo phía sau nữ tử mày như lá liễu, mắt mang thu ba, như ngọc dung nhan không chỗ không ra lãnh diễm tuyệt mỹ, theo vào cửa thần tình cứ ngạo, đối chưởng quỷ chỉ khí di sử. Chưởng quầy run rẩy đem vải vóc lấy ra, kia tên nữ tử nịnh nọt cười đối nam tử kia, thái tử, này kỹ phê bố đều là mấy ngày trước thần thiếp ở đây xem trọng, thừa dịp hôm nay chúng ta cùng nhau chọn kỹ thất làm Tết Trung Thu lễ vật đưa cho mẫu hậu. Thái tử. Nguyên lai hắn chính là thân thể bản tôn tâm tâm niệm niệm thái tử, càng thêm xác định Lý Linh Lan thấp kém phẩm vị. Đường Tỉnh đứng ở nơi đó im lặng không lên tiếng, tận lực rơi chậm lại cảm giác tồn tại, bất đắc dĩ nàng không muốn gây chuyện bất đại biểu là không nghĩ nhạ nàng. Mộ Dung Thiên Tứ ngắm nhìn bốn phía, lệ con ngươi quét đến đang tùy ý lật xem vải vóc Đường Tỉnh lập tức lửa giận ngút trời. Hắn lạnh lùng trừng Đường Tỉnh, mấy bước tiến lên kháp ở cổ của nàng bức hướng góc tường, thần vương phi thật hăng hái a, có phải hay không ngày thư thái liên bản vương lời đô đã quên, ân. Hắn vào cửa lúc liền chú ý tới kia một mặt bóng hình xinh đẹp, tưởng là nhà ai đại tiểu thư đã ở chọn vải vóc, đi vào vừa nhìn nguyên lai là phủ thừa tướng đích tiểu thư, vẫn truy ở phía sau hắn làm hắn sinh ghét Lý Linh Lan. Nàng gả tiến thần vương phủ không chỉ không có cho hắn để lộ một điểm tin tức, thậm chí còn ở cấp Mộ Dung Thiên Thần giải độc. Nguyên bản ám vệ nói cho hắn biết thời gian hắn liền lửa giận đốt thiên, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy nàng, hắn thực sự muốn giết lòng của nàng cũng có. Buông tay, khụ, Đường Tỉnh thực sự muốn thở không được, thế nào cũng có này mau bệnh, nàng đây là trêu ai chọc ai, những người này động một chút là muốn bóp chết nàng. Buông nàng ra. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, ẩn lộ mấy phần sát ý, Mộ Dung Thiên Thần vui mừng đổi hạ quần áo, mới ra môn liền nhìn thấy hắn thật lớn ca kháp ở vương phi của hắn, mắt hàm hung quang. Ra cửa hảo tâm tình biến mất hầu như không còn, không biết Lan Nhi đâu đắc tội thái tử điện hạ, muốn ngài không đếm xỉa cấm kỵ, tự mình động thủ. Ý là nàng bây giờ là ngươi đệ muội, ngươi dù cho động thủ cũng phải nhìn hắn có đáp ứng hay không. Hai người trợn mắt tương đối rơi vào giằng co, Mộ Dung Thiên Thần nói lại lẽ thẳng khí hùng, cũng chỉ là cái không bị sủng lại không hề thực quyền vương gia, Mộ Dung Thiên Tứ một cao cao tại thượng thái tử có sao có thể nhìn ở trong mắt, cho nên chỉ là buông ra Đường Tỉnh liền không hề ngôn ngữ. Cảm nhận được Mộ Dung Thiên Thần lửa giận, Đường Tỉnh trong lòng thầm than, nhẹ nhàng đi lên phía trước, cười hòa giải, vừa chỉ là ta ngôn ngữ gian đường đột thái tử phi, nhạ được thái tử điện hạ sinh khí, mong rằng thái tử cùng thái tử phi phi tha thứ ta vừa liều lĩnh. Đã Đường Tỉnh đã nói như vậy, Vương Ngâm Tuyết cũng là cái người thông minh, lập tức tiếp lời, đâu, muội muội nhanh mồm nhanh miệng, chúng ta lại sao có thể chú ý, mong rằng muội muội bỏ qua cho thái tử điện hạ cử chỉ vô tâm. Hảo một cử chỉ vô tâm. Bỏ qua một bên thất lễ mạo phạm, bỏ qua một bên hoàng gia kiên kỵ, qua loa một câu nói liền gạt bỏ hắn muốn bóp chết hành vi của mình, hảo một nhạy bén thông minh nữ nhân, Đường Tỉnh ở trong lòng một lần nữa cấp ra đánh giá. Mộ Dung Thiên Tứ nghe thấy của nàng lý do thoái thác, bỗng nhiên ngẩn ra, nàng sao có thể như thế thức thời. Lại tế tế đoan trang nàng, người khoác xanh biết yên sa tán hoa trù y, tiếu nhan khẽ nâng, trong suốt tròng mắt khiếp người hồn phách, thanh lệ thoát tục nhưng lại không mất cao quý trang nhã, kia có một chút kiêu ngạo ngang ngược bóng dáng. Hắn trước đây thực sự là mắt bị mù, lỗi đem một hòn ngọc quý đương đá cát, đơn này luồng tươi mát xuất trần khí chất liền há là những thứ ấy yên chi tục phấn có thể so sánh nghĩ. Mộ Dung Thiên Thần mày kiếm vi chọn, hiển nhiên không tin của nàng bộ này lý do thoái thác, đôi lúc này nàng còn bận tâm Mộ Dung Thiên Tứ bộ mặt, đưa hắn đặt chỗ nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, y phục cũng không kịp đổi, nổi giận đùng đùng đi rồi, Đường Tỉnh trả tiền, vội vã đuổi theo ra đi. Lên xe ngựa Mộ Dung Thiên Thần còn là tức giận, Đường Tỉnh ở bên cạnh hắn tọa hạ, hắn khí quay đầu vừa chuyển, một bộ không muốn phản ứng bộ dáng của nàng. Sao như thế chút ít sự cũng sinh khí? Việc nhỏ. Mạng của nàng nói không chừng sau một khắc sẽ không có, còn là chuyện nhỏ, kia cũng không cần nổi giận như vậy nha. Đường Tỉnh nháy mắt mấy cái, thật tình cảm thấy này cũng không tính sự, nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện đến, nàng liền đem hắn bỏ qua rồi, được rồi, lần sau ta thấy đến thái tử liền trốn, được không? Chú ý tới Mộ Dung Thiên Thần lại chìm xuống khuôn mặt, Đường Tỉnh chỉ có thể xin khoan dung. Vừa là chuyện gì xảy ra? Luôn luôn bạc tình thái tử sao có thể vì một nữ nhân như vậy xúc động, chính là ngươi thấy được như vậy a. À? Đường Tỉnh ấp úng, liền biết không thể gạt được hắn, còn không nói thật. Mộ Dung Thiên Thần đề cao thanh âm, đô hiện tại còn không nói thật, ta muốn nói ta không trêu chọc hắn, ngươi tin sao? Đường Tỉnh lâu dài mở miệng. Ta tin. Ngữ khí chân thật đáng tin, có ngươi những lời này là đủ rồi, Đường Tỉnh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nàng kia hôm nay nhận được điểm này ủy khuất lại tính cái gì, đã như vậy, vậy ngươi vừa. Thái tử bây giờ thế chính vượng, lại tội gì cùng hắn trước mặt khởi xung đột. Như thế dễ hiểu đạo lý, hắn sao lại không hiểu, chỉ là vì nàng đơn giản nổi giận. Kia cũng không cần như thế ủy khuất. Hắn còn là không cam lòng, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt, chúng ta muốn nhiều vì Hiên suy nghĩ một chút. Đường Tỉnh an ủi hắn, mấy ngày nay nàng ở phòng khám bệnh ngồi chẩn lúc, ít nhiều nghe thấy một ít tức thì thời cuộc gấp gáp, cũng minh bạch mấy phần. Kìa ra đùa hưng trí đều bị giảo, không như chúng ta đi cưỡi ngựa, thế nào? Sợ Mộ Dung Thiên Thần để tâm vào chuyện vụn vặt, Đường Tỉnh đề nghị, ngươi còn có thể cưỡi ngựa. Dưỡng ở khuê phòng nữ nhi gia còn có thể cưỡi ngựa, hắn cũng không tính, Mộ Dung Thiên Thần hoài nghi hỏi, không muốn coi khinh nhân được rồi. Thanh âm rõ ràng thấp đi, ở bộ đội cũng từng học cưỡi ngựa, bất quá thiên tư của nàng thật là không dám ca tụng, người khác đều là sĩ quan huấn luyện nhắc nhở một chút là có thể cưỡi ngựa mừng rỡ, chỉ có nàng, sĩ quan huấn luyện tự tay dạy mấy lần cũng sẽ không, khí sĩ quan huấn luyện thẳng lắc đầu. Nàng hiện tại cũng hối hận, làm chi đề này không biết làm sao nói ra, hắt ra thủy. Nước đổ khó hốt nha. Nhìn nàng chột dạ bộ dáng đã biết nàng có thể hay không, Mộ Dung Thiên Thần cũng không vạch trần nàng, được rồi, nhượng bản vương hảo kiến thức ngựa của ngươi thuật đi. Mộ Dung Thiên Thần giả bộ chờ mong, chờ ngươi thật đến trại ngựa, nhìn ngươi làm sao bây giờ, hắn ý xấu nghĩ. Không muốn sẽ tiếp tục cái đề tài này, lại tán gẫu đi xuống còn không biết hắn lại thế nào cười nhạo chính mình, Đường Tỉnh thông minh tính toán dời đi chủ đề, bỗng nhiên chú ý tới Mộ Dung Thiên Thần trên người vừa mới thay bộ kia quần áo, băng lam sắc áo choàng thỏa đáng mặc ở trên người hắn, dường như vì hắn lượng thân chế tạo bình thường, đem trên người hắn cùng sinh đều tới khí chất cao quý phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi xuyên cái này quần áo thật là đẹp mắt. Đường Tỉnh thốt ra, nói xong mình cũng ảo não, thế nào như thế bất rụt rè. Mộ Dung Thiên Thần sau khi nghe được sửng sốt một chút, một tia đỏ ửng bò lên trên khuôn mặt, duệ nói. bản vương xuyên cái gì quần áo đều tốt nhìn. Tiệm may lý, Mộ Dung Thiên Tứ nhìn Đường Tỉnh vội vã ly khai bóng lưng, hai mắt âm trầm đen tối. Thái tử. Vương Ngâm Tuyết cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hồi phủ. Mộ Dung Thiên Tứ áo dài vung, đi ra ngoài, Vương Ngâm Tuyết theo ở phía sau, trong lòng buồn bã, nàng chỉ là cái thái tử trắc phi, rất khó có cơ hội cùng thái tử ra cửa, hôm nay này vừa ra, chỉ sợ sau này lại khó có cơ hội cùng thái tử ra cửa. Chương 10. Hổ hứa trung thành. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Ở tiệm may làm lỡ rất lâu, ra lúc đã buổi trưa, hai người tính toán trước tìm địa phương dùng cơm trưa, buổi chiều lại đi cưỡi ngựa. Cho nên hai người nhượng người đánh xe đem ngựa xe chạy về phủ, chính mình tìm địa phương ăn cơm. Chúng ta đi chỗ nào ăn cơm? Đường Tỉnh bị hắn dẫn đường vòng choáng váng, đi rồi đã lâu rốt cuộc nhịn không được hỏi ra đến. Nhìn lại, ngươi nghĩ ăn chút gì? Mộ Dung Thiên Thần săn sóc hỏi, tùy tiện, ta không kén ăn. Nàng cũng mau chết đói, vội vàng tìm một chỗ ăn cơm thì tốt rồi, nhận thấy được người bên cạnh chần chừ, Đường Tỉnh lập tức phản ứng. Sẽ không lạc đường đi. Ngươi biết chúng ta bây giờ ở đâu sao? Đường Tỉnh cũng không đi, dừng lại đến trực tiếp hỏi hắn, bị như thế trắng ra hỏi ra đến, Mộ Dung Thiên Thần có chút quẫn bách. Được rồi, không cần hỏi, phản ứng như thế nhất định là không biết, Đường Tỉnh bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Thiên Thần, con ngươi trung hơi hiện ra mấy phần bất mãn. Không biết muốn nói hại hai người vòng vòng vo vo lâu như vậy sợ đã kích thần vương gia yếu đuối lòng tự trọng, Đường Tỉnh không dám tự mình dẫn hắn đi, tiện tay duệ quá một người đi đường, hỏi gần đây tiệm cơm ở đâu. Có chỉ dẫn, rất nhanh hai người tìm được gần đây tiệm cơm, cuối cùng đã tới. Hai người nhìn nhau cười, ăn bữa cơm đô như thế không dễ dàng. Hai người đi vào tùy ý tìm một chỗ ngồi, phân phó tiểu nhị vội vàng tùy tiện thượng vài đạo thái, hai người đô đói trước ngực thiếp phía sau lưng. Được rồi, khách quan chờ. Tiểu nhị nhanh nhẹn thét to. Ngươi biết không, ta vốn có cũng tính toán ở đây mở tiệm cơm. Tiệm cơm lý người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Đường Tỉnh bỗng nhiên muốn cùng hắn chia sẻ giấc mộng của mình, cùng tứ ca. Nàng còn dám đề, làm sao ngươi biết? Nàng không nhớ nói với hắn quá nha. Không xong, lộ tẩy, xúc động là ma quỷ a, tỉnh táo lại Mộ Dung Thiên Thần mới nghĩ đến chính mình nói lỡ miệng, ngươi có phải hay không phái người theo dõi ta? Liên tưởng cổ đại cũng có thị vệ gì đó, Đường Tỉnh rất nhanh nghĩ tới đây, thuận miệng hỏi ra đến, không ngờ Mộ Dung Thiên Thần ấp úng không nói lời nào, là thật. Vừa mới dứt lời, hai vị thái đến. Tiểu nhị thét to đem thái bưng lên, Mộ Dung Thiên Thần bận nói với Đường Tỉnh. Ngươi không phải đã sớm đói bụng sao, thái tới nhanh ăn đi. Hắn vẫn không tín nhiệm nàng. Có này nhận thức, Đường Tỉnh tâm trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, nàng thực sự thật tình chân ý với hắn, chẳng lẽ hắn một điểm không cảm giác được sao? Chính mình tất cả nỗ lực đô phó chư nước chảy. Cho dù có đầy bàn mỹ vị, nàng sợ rằng đô hội ăn thì không ngon. Mộ Dung Thiên Thần cũng hiểu Đường Tỉnh hiện tại cảm thụ, dù sao không có một nguyện ý bị người khác hoài nghi, chính hắn cũng rất ghét loại này không bị tín nhiệm cảm giác. Lan Nhi ngươi không muốn như vậy, lúc đó ta còn chưa nói hết, Đường Tỉnh cắt ngang hắn, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Bây giờ còn không tín nhiệm ta sao, còn cho là ta là thái tử phái tới giám thị ngươi sao? Người chết đã hỉ, chuyện quá khứ nàng cũng không muốn nhắc lại, nàng càng coi trọng vị lai. Không phải, ta hiện tại tuyệt không hoài nghi ngươi không nên tức giận. Mộ Dung Thiên Thần hoảng loạn vô thố giải thích, rất sợ Đường Tỉnh không tin nàng. Nghe này chân thành cùng khẩn cầu ngữ khí, Đường Tỉnh cũng nói bất ra cái gì lời nói nặng, chỉ là nếu như không nói rõ bạch, sợ rằng sau này cũng trở thành hai người khúc mắc. Lâu dài thở dài, đem tay đặt lên Mộ Dung Thiên Thần tay, ta đã gả cho ngươi, liền tính toán cùng ngươi hảo sống qua ngày. Mặc kệ thái tử xuất phát từ mục đích gì đem ta đưa vào ngươi trong phủ, ta cũng sẽ không quản, chỉ biết cùng ngươi hảo cùng một chỗ. Vậy cũng là nàng với hắn biểu lộ đi. Thượng thiên đây là bao nhiêu thiên ái hắn, ban hắn như thế một hiền lành rộng lượng vương phi. Gặp được như vậy bất giảng đạo lý sự tình, nàng cũng không ầm ĩ không làm khó, cũng không oán giận hắn, còn cho hắn như thế uất ức hứa hẹn. Không đếm xỉa nơi này là công khai trường hợp, Mộ Dung Thiên Thần đem Đường Tỉnh ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy, động tình nói. Ngươi yên tâm, chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh, sau này chúng ta tương hỗ đến đỡ, hỗ hứa trung thành. Hảo. Đường Tỉnh cao hứng đáp ứng, trong lòng cùng lau mật như nhau ngọt, không có nữ nhân nào đang nghe đến dỗ ngon dỗ ngọt sau này hội không vui, cho dù hắn là lừa gạt mình. Huống chi nàng tin Mộ Dung Thiên hội nói được thì làm được. Nhanh ăn cơm đi, nếu không ăn liền lạnh. Chú ý tới tiệm cơm Lý mọi người đô đang nhìn bọn họ, len lén cười trộn, tha nàng một người hiện đại, cũng có chút ngượng ngùng. Theo Mộ Dung Thiên Thần trong lòng tránh ra đến, cầm lên chiếc đũa liền ăn như hổ đói. Mộ Dung Thiên Thần nhìn nhà hắn vương phi này thổ phỉ ăn pháp, bỗng nhiên sinh ra mấy phần vui mừng, may mắn không vài người nhận thức bọn họ, bằng không ném nhưng chính là thần vương phủ cùng phủ thừa tướng nhân lạp. Hai người sớm đã đói thảm, rất nhanh một trận bữa trưa liền giải quyết xong. Ân, hảo chống a, chúng ta hồi phủ nghỉ ngơi đi. Thực sự không muốn đi cưỡi ngựa chính mình tìm khó chịu, Đường Tỉnh thương lượng Mộ Dung Thiên Thần, Mộ Dung Thiên Thần đâu không hiểu của nàng kia điểm tiểu tâm tư, giả bộ chững chạc đàng hoàng nói. Không được, hôm nay thật vất vả ra, đã vương phi muốn đi cưỡi ngựa, bản vương đương nhiên phải nhượng vương phi cảm thấy mỹ mãn. Nói xong, còn không quên đối Đường Tỉnh dịu dàng cười, dường như ở nói cho nàng, nhìn ta đối với ngươi thật tốt. Ta không muốn đi. Đường Tỉnh ở trong lòng kêu rên một tiếng, còn là bất đắc dĩ theo hắn đi trại ngựa. Đến trại ngựa hậu, Mộ Dung Thiên Thần rất có thân sĩ phong độ, nhượng Đường Tỉnh trước chọn ngựa, liền này thất được rồi. Nhìn cũng không nhìn, tùy ý chỉ một, dù sao nàng cũng sẽ không kỵ, ngươi xác định. Mộ Dung Thiên Thần khóe miệng mỉm cười, đây chính là toàn trại ngựa khó nhất phục tùng mã, vương phi thực sự muốn chọn này thất. Liền nó. Chân chính dắt ra đến, Đường Tỉnh kinh ngạc đến ngây người, cao to màu nâu mã, hung mảnh ánh mắt liếc nhìn phương xa, đứng ở trước mặt nó, Đường Tỉnh khí thế trong nháy mắt giảm không ít. Này! Như vậy bò đô khó khăn a, vừa mới dắt dây cương, con ngựa cũng cảm giác được hơi thở của người sống, bắt đầu không an phận, con ngựa, ngoan ngoãn. Đường Tỉnh mềm giọng nằm bò ở mã bên tai nói, bất quá con ngựa kia rất không nể mặt, động càng hung, thở hổn hển, nôn nóng gào thét mấy tiếng. Mộ Dung Thiên Thần sớm đã sai người dắt ra ngựa của hắn, chân vừa đạp, nhanh chóng bò lên trên mã, cúi đầu phủ nhìn nàng, vương phi thế nào còn không lên ngựa. Đây không phải là biết rõ còn hỏi sao. Nàng nếu như hội đã sớm bò lên trên đi, trong hắn này phúc đắc ý giàu dạt bộ dáng, Đường Tỉnh hận nghiến răng ngứa. Bất kể, thua nhân không thua trận, dựa theo kiếp trước sĩ quan huấn luyện giáo lý do chính, Đường Tỉnh tính toán bò lên trên mã. Một tay đưa qua đến, kéo tay nàng, Đường Tỉnh quay đầu lại, con ngươi trung kinh ngạc, Mộ Dung Thiên Thần dùng sức kéo, đem nàng kéo lên ngựa của hắn, ngồi ở chính mình phía trước. Đường Tỉnh lập tức liệt khai miệng cười, nhưng miệng thượng vẫn đang không chịu thua nói. Ai nhượng ngươi đem ta kéo lên, ta còn muốn cưỡi ngựa đâu. Thật là một cuộc cường vật nhỏ, bất đụng nam tường không muốn quay đầu lại a. À. Bất quá con ngựa kia giả tính hắn cũng hiểu biết, vẫn chưa có hoàn toàn bị thuần hóa, cũng không thể lấy mạng của nàng đến nói đùa. Là ta muốn cùng vương phi kỵ một con ngựa, vương phi có thể không cho ta này vinh hạnh. Chuẩn. Đường Tỉnh lớn tiếng hô, trong lòng tràn ngập tràn đầy ngọt ý. Có thể làm ổn. Mộ Dung Thiên Thần ở Đường Tỉnh bên tai nhẹ nhàng hỏi, nhả được Đường Tỉnh một trận mặt đỏ đầu, thấp thấp hơn. Mộ Dung Thiên Thần đôi chân một kẹp, mã không nhanh không chậm ở đồng cỏ lý đi khởi đến. Lúc này hai thân thể người chăm chú tương ai, Đường Tỉnh quanh thân bao quanh hơi thở của hắn, thậm chí có thể nghe thấy hắn ở bên tai nàng tiếng hít thở, thở ra nhiệt khí thổi tới bên tai nàng, tô tê dại ma. Mộ Dung Thiên Thần cũng không tốt quá, mỹ nhân trong ngực, ôm hương nhuyễn ngọc, hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trên ngựa, từ từ đi trước. Đi rồi một hồi, Đường Tỉnh liền không kiên nhẫn, ở của nàng nhận thức lý, cưỡi ngựa nên chạy, không nên chậm như vậy. Nàng không thoải mái ngắt xoay thân thể, không nên lộn xộn. Mộ Dung Thiên Thần trầm thấp lên tiếng, Đường Tỉnh lập tức thành thật, chúng ta nhượng sai nha điểm chạy đi, như vậy thật nhàm chán a. À. Đường Tỉnh nhịn không được nói với hắn. Thân thể của ngươi nhưng chịu được. Yên tâm đi, không có vấn đề. Thân thể của nàng trải qua nàng trong khoảng thời gian này điều trị cùng huấn luyện, thân thể tố chất so với lúc trước hảo nhiều lắm. Hảo, vậy ngươi nhưng muốn ngồi vững vàng. Mộ Dung Thiên Thần đã sớm nghĩ, chỉ bất quá suy nghĩ Đường Tỉnh thân thể hắn mới thôi, bây giờ nàng nói ra, hắn liền thỏa mãn của nàng yêu cầu. Xanh thẳm dưới bầu trời, phong khinh vân đạm, một đôi bích nhân cưỡi ngựa rong ruổi ở vừa nhìn vô tận bao la đồng cỏ, rất thích ý nhìn vô biên đồng cỏ, nghe bên tai gào thét mà qua tiếng gió, cảm thụ được nó ở mặt biên mềm mại xẹt qua, Đường Tỉnh tâm cũng theo trống trải khởi đến, tùy ý hừ khởi Phượng Hoàng truyền kỳ ca khúc. Mặc dù nghe bất ra nàng hát cái gì, nhưng nghe kia vui giai điệu, Mộ Dung Thiên Thần cũng có thể đoán ra nàng hiện tại tâm tình rất tốt, tâm cũng theo sáng lên. Chạy đã mệt, hai người tùy ý ở đồng cỏ thượng nằm xuống đến, Đường Tỉnh gối lên Mộ Dung Thiên Thần trong lòng, thoải mái thở dài, cổ đại chính là hảo, hoàn cảnh ưu mỹ, không khí tươi mát, không cần phải lo lắng cái gì PM2. 5, đùa cũng thống khoái. Ở an tĩnh như vậy tường hòa trong không khí, hai người bắt đầu khoái trá nói chuyện trời đất, sau đó không biết ai đề tài vừa chuyển, nói đến muốn nhất kiện sự tình. Vậy ngươi mơ ước lúc còn nhỏ là cái gì? Đường Tỉnh hiếu kỳ hỏi. Hồi bé thân thể của ta sẽ không hảo, còn muốn bận về việc ứng phó các loại nhân truy sát, sống chính là nguyện vọng lớn nhất, kia còn suy nghĩ cái gì nguyện vọng a? Mộ Dung Thiên Thần con ngươi sắc thanh u, đơn giản thượng thiên nhượng hắn gặp được nàng, bằng không hắn cũng không biết hắn bây giờ còn có thụ nhiều thống khổ. Khi đó một đơn giản mộng tưởng với hắn mà nói đô là một loại xa xỉ, cuộc sống của hắn quá được nên có bao nhiêu thảm. Ngẫm lại chính mình hồi bé, mặc dù sẽ bị ba ba buộc bối các loại trung thảo dược, thế nhưng ba ba cùng mẹ cũng còn là rất thương yêu chính mình, có lẽ chính mình ỷ ở ba mẹ trong lòng làm nũng thời gian hắn đang bị thuốc độc hành hạ, khổ không thể tả. Nghĩ tới những thứ này, Đường Tỉnh tâm tựa như bị đao cắt như nhau, tràn đầy mảng đối tim của hắn đau. Vậy cũng nên có ý kiến gì đi, tỉ như sau khi lớn lên ngươi muốn làm gì? Đường Tỉnh ôn nhu hỏi, chỉ cần là chính mình đủ khả năng, nàng cũng muốn giúp hắn thực hiện. Cái gì ý nghĩ? Lúc ấy có một trận ta muốn trở thành một uy phong tướng quân, dẫn binh sĩ ra trận giết địch. Nhưng ta thân thể này. Khi đó Tinh Lan Quốc ở biên cảnh rục rịch, tư sinh chuyện, phụ hoàng vì thế suốt ngày mặt ủ mày chao, hắn ngây thơ nghĩ, chỉ cần mình giúp phụ hoàng đánh bại Tinh Lan Quốc, phụ hoàng liền hội đối với mình khác mắt tương đãi, mình và hoàng huynh tình cảnh cũng sẽ không như vậy không xong. Chờ ngươi thân thể được rồi, chung quy thực hiện. Đường Tỉnh an ủi hắn, âm thầm cho mình bơm hơi, nhất định phải mau chóng tìm được kia kỹ vị thuốc, cho hắn giải độc. Biệt nói suông ta, ngươi đâu, ngươi có cái gì mộng tưởng? Chỉ cần là nàng nói ra, hắn đô hội tận lực thỏa mãn nàng. Giấc mộng của ta, ta một không bước ra khỏi cửa tiểu thư có thể có cái gì mộng tưởng, nàng tự dễu nói. Từng ở kiếp trước từng có mộng tưởng, nàng từng muốn trở thành một danh ưu tú đặc chủng đội viên, nàng dựa vào cố gắng của mình thành công. Mà đi tới nơi này, ly khai vương phủ là của nàng mộng tưởng, bất quá nàng cũng không muốn nó thực hiện, hiện tại, nàng chỉ nghĩ cởi ra hắn độc, cùng hắn bình thản gần nhau. Bất, ngươi nhất định có. Mộ Dung Thiên Thần khẳng định nói. Nếu như người khác nói như vậy, hắn có lẽ sẽ tin, nhưng vương phi của hắn, hắn hiểu biết nàng không phải một bình thường nữ tử, ha hả, ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là cùng ngươi quá bình thường ngày. Nghe thấy nàng nói như vậy, một cổ dòng nước ấm tự trong lòng chảy nhỏ giọt chảy qua, ấm áp ẩm ướt, hảo, trầm thấp tiếng cười theo khóe miệng của hắn tràn ra, có vẻ dị thường êm tai. Đây cũng là nguyện vọng của hắn, là bọn hắn cộng đồng nguyện vọng, trừ này ngoài, còn có đâu. Hắn muốn biết chính nàng muốn nhất làm sự. Còn có. Trước đây nàng kế hoạch theo vương phủ ra, nàng liền dùng kiếm tiền khắp nơi đi chơi, cổ đại cảnh sắc còn chưa có bị khai phá, càng không cần phải nói ô nhiễm, hơn nữa nhân cũng ít, phong cảnh nhất định càng mỹ, nàng nhất định phải hảo hảo thưởng thức một phen. Ta từng muốn quá muốn đi du lãm ở đây danh sơn đại xuyên, đi xem thế giới bên ngoài. Nhưng hắn một cao cao tại thượng vương gia, quá phải là ăn sung mặc sướng sẽ vì nàng buông tha này tất cả sao? Hảo, chờ ta giúp đỡ hoàng huynh leo lên ngai vàng, chúng ta liền ra đi du ngoạn, làm một đôi nhàn vân giả hạt thần tiên quyến lữ. Hắn cũng phiền chán loại này lục đục với nhau, đêm bất an mị ngày, gặp thượng nàng sau này hắn mới cảm nhận được nguyên lai cuộc sống có thể mỗi ngày đô rất vui vẻ, thật vậy chăng? Đường Tỉnh không thể tin tưởng nhìn phía Mộ Dung Thiên Thần, hắn con ngươi trung mãn là chân thành, lệnh nàng động dung. Mộ Dung Thiên Thần cũng quay đầu, nhìn Đường Tỉnh tuấn tú nghiêng mặt, nghĩ khởi vừa hai người ngọt ngào thổ lộ tình cảm, trong lòng kiềm chế kia phân rụt rịch, hành động mau râu rậm nghĩ, hắn cấp tốc đứng dậy, hôn lên Đường Tỉnh môi anh đào, điên cuồng thâm nhập hôn tịch cuốn tới, tinh mịn mất trật tự, không để lại một tia dư địa. Giờ khắc này, thế giới đô vì bọn họ tỉnh, bọn họ ở đây đó trong mắt chỉ thấy chính mình, lại vô cái khác. Lấy thiên vì môi, lấy làm chứng, thiên nhiên chứng kiến giữa bọn họ thuần túy mà tốt đẹp tình yêu. Thẳng đến mặt trời chiều tây tà, hai người mới lưu luyến cưỡi ngựa hồi phủ.